Rồi cô bác ơi, chiều nay mình lại tiếp tục. Cô bác thấy cái này nè, cái này là củ bông súng nè cô bác, củ bông súng nè. Mình tìm rất là lâu, tìm cả hơn một năm nay rồi đó cô bác, mới bữa nay mới có được củ bông súng nè. Có gia đình người cháu ở dưới Ô Môn, cô bác xem những cái video mà đi Ô Môn thu hoạch nhãn ở Ô Môn hoặc là đám tang ở Ô Môn rồi vân vân, thì đã thấy gia đình của cái người cháu mình ở dưới rồi. Thì bữa nay ở dưới đó cô bác có đem lên đây cho mình một số cái củ bông súng nè, bông súng đỏ cô bác, bông súng bự đó. Đó, cô bác mình thấy nè, bông súng này. Cái này hiếm dữ lắm cô bác ơi, kiếm dữ lắm luôn chứ không phải dễ có đâu. Khó khăn dữ lắm mới có được cái này đó. Thành ra bây giờ mình đem phơi nắng cho bây giờ ương đã lên đó cô bác, nhưng mà mình phải chuẩn bị cái ao đồ cho nó kỹ lưỡng rồi mình mới trồng xuống, thôi là nó chết hết nó uổng. Mình đi tìm nhờ một số người ở trên An Giang nè, một số bạn ở dưới Thốt Nốt nè, rồi một số người quen xung quanh ở đây nữa cô bác, mà kiếm không ra, tại vì có một số cái chỗ người ta có trồng á. À, nhưng mà người ta không có cho cô bác, người ta sợ mình trồng được rồi ấy. Thành ra cái số lượng người trồng thì cũng có, nhưng mà ngặt cái sinh giống không được cô bác, toàn là bông súng kiển thì nhóc trơn luôn. Còn bông súng mà đỏ này thì không có bán cô bác, người ta không có bán. Lên mạng cũng có cái chỗ để bán, nhưng mà khi liên lạc lại thì người ta nói không có. Chỉ đăng người ta chứ không có. Chở bông lên đó hả? À, bông súng đông mới đem lên cho nè. À, đông đông bút bút cô bác, vậy là mình có bông súng nữa nghe. Từ từ tát cái ao lên ngon lành rồi mình mới trồng được. Đây mình chưa biết trồng cái ao nào, một trong ba ao này, nhưng mà chưa biết trồng cái ao nào, tại vì nó khó là cái hai cái ao kia thì nó hơi xa nhà, hơi xa nhà cô. Còn cái ao này nó gần nhà nè, mà nó rộng nhất nè. Nhưng mà ngặt cái trồng cái ao này thì nó hơi bị phèn hơn mấy cái ao kia. Cô bác thấy nó bị vàng vàng ha, là cái nước phèn ha. Thì bông súng nó cũng không được tốt không. Còn nếu như trồng cái ao này cô bác thì mình bắt buộc phải tát lên nè. Cái ao nào cũng phải tát lên hết. Có nghĩa là mình đặt máy mình bơm á cô bác, bơm nước ra. Đi không ai. Bơm nước ra rồi mới thấy được. Chứ đâu có trồng đại xuống được, trồng đại xuống nó chết, nước sâu quá nó chết. Bơm nước ra để cho nó còn lấp sắp đó cô. Rồi mình mới ương trồng, trồng cho nó lên. Nó lên rồi có bắt đầu lên tới đâu, có bắt đầu mình xả nước tới đó, xả nước tới đó. Nó quá, không lẽ chắc này có ông anh này nhờ ông đặt cái máy giùm ta. Đặt cái máy tiếp. Tại vì cái máy mình ên mình kiếm nó. Mà hai người phiền cũng hơi khó khăn rồi cô bác ơi, tại cái máy đó nó dính liền rồi. Ôi gì bỏ qua đi, thôi chắc này mình đi làm ở vườn đi. Tại cái máy đó sợ con trộm đó cô bác, rồi cái mấy con ốc mà bắt vô cái nền máy đó là mình chấm liền luôn. Thành ra khiêng luôn cái máy với dàn sắt xi, dàn cái máy sắt xi hai người yếu yếu khiêng không nổi cô bác, nặng lắm. Nó cành càng nó khó khiêng, như đường thường vậy thì trên đất liền thì khiêng dễ cô bác, nhưng mà khiêng lên cầu cống sợ nó sập cầu rồi nó luôn luôn khó nữa. Ok, để từ từ đi, từ từ mình quy hoạch lại. Chuối đó thì mình phải phơi cho nó hừng nóng lên nó cô bác, rồi xuống rồi nó mới dễ lên. Rồi mình sẽ ương cho nó lên rồi mình mới đem xuống mình dăm. Chứ bây giờ dăm xuống là có số cũ là nó lên luôn rồi đó cô bác, có số cũ là nó ra rễ rồi đó, nhưng mà cũng có số cũ cũng chưa. Bữa nay cũng hơi gối gối ha, từ từ mình nó
lên được ngon lành á, thì mình có thể mình dăm ra mấy cái ao này. Bây giờ cái bông súng đó là có giá lắm đó, của bông súng đỏ đó. Cái này nó nhiều chuyện đi đâu nó cũng đi theo chứ gì nè. Nhiều chuyện hả con? Nó đi theo trời. Bông súng đỏ đó mắc lắm. Đợt rồi đó của có thời điểm là 1.000 đồng một cọng. Rồi có thời điểm đó của mình mới nghe nói đó nè, có thời điểm đó, người ta hái luôn cái lá ăn luôn. Không có bông rồi, bây giờ nó hái lá bán rồi người ta vẫn mua luôn con. Tại nó hơi hiếm. Hồi trước á, khoảng một năm mấy về trước đó ha, là nó nhiều lắm. Rồi sau đó cái tự nhiên cái nó mất ngang quá. Người tại vì nó ế quá đó, cái ta ngưng ngang cái kiếm giống không có. Khoảng chừng một năm rưỡi về trước ha, là ta trồng nhiều lắm. Nhưng mà thời điểm đó mình chưa có định trồng. Tại mấy thời điểm đó thì mình có công việc nhóc chơi mình không có trồng. Chứ mình không nghĩ là sẽ trồng cái ao này, tại mình trồng điên điển không là cũng mệt rồi. Nhưng mà cái thời gian này thì nó bắt đầu nó có giá lại rồi, người ta nghỉ trồng rồi cô ơi. Ta nghỉ trồng rồi thì tới mình trồng. Thì trung bình hiện tại thì một cọng cũng khoảng ngàn, mỗi 500 đồng đó cô á. Một cọng khoảng 500 đồng. Mà cô bác biết là cái bông súng đỏ đó đó ha, mà nó chịu có bông là bông dữ lắm luôn. Nếu mà chịu ngon lành thì ngày chừng 100 bông thôi là cũng được má à. Cái đó là cái giá ít rồi cô bác ơi. Cho cô bác thấy cái ao của mình bề ngang bự khủng khiếp không? Cái bề ngang của cái ao này hiện tại cái mực nước hiện tại đó cô bác là khoảng 10, 17, 18 mét bề ngang. Còn cái bề dài là khoảng bốn mấy, 50 mét. Rồi cái ao bên này cũng tương tự, còn ao kia thì bự hơn nữa. Cái ao bên kia thì bề ngang khoảng trên 20 mét luôn. Còn hai ao này thì tương tự nhau khoảng 18 mét mặt nước thôi. Còn nếu xả nước xuống 1 mét nữa nó tới cái lề á, thì nó cách qua ga là còn khoảng chừng 10, 13, 14 mét thôi. Còn mình để nước nhiều gì thì khoảng 17, 18 mét đó. Vừa thấy không? Ở đây thì mình trồng được hai bụi hai bên là chạy dài tới luôn. Là 17, 18 mét, quá bự. Mà bông súng hái thì nó khỏe lắm cô bác ơi. Hồi xưa nhà mình cũng có trồng bông súng mà trồng ăn chứ không có trồng bán nha. Nghĩa là mình có cái xuồng gì nè cô bác, cái tới buổi sáng là có bắt đầu cầm cái bông á, cái bông mà nó trổ á, cầm cái kéo lên, nó đứt cái bực cái kéo lên, cái bực cái kéo lên cái bông non á cô bác, dễ. Bông súng thì nó khỏe, nó không có sình đất hay gì chứ, mình chỉ việc ở trên xuồng thôi. Còn có người ngày xưa thì người ta còn lội dưới hái nữa. Còn mình khỏe thì mình có cái xuồng ở trên xuồng hái nữa. Cũng tiện lắm. Cái việc thì nó không có đến nỗi quá cực nhọc. Rồi, mình trả lời cái công việc của mình. Công việc nhiều u bu. Rồi, ra tiếp nha. Đi cái bờ này. Có thấy bữa nay cái giường của mình nó đẹp đẹp rồi đó ha. Vòng vòng không nãy giờ cả nửa cục pin rồi đó. Còn định đặt cái máy này. Từ từ. Một là mình phải lấy cái máy cắt, mình cắt cái mối hàn của cái máy với cái nền máy, cái mền nền máy còn gọi là cái sắt đó cô. Cái máy tức là cái thân ở trên, rồi người ta làm cái dàn đuôi tôm gọi là cái dàn sắt đó. Mà con ốc bắt giữa cái dàn sắt đó lên cái máy đó, thì đã chấm hàn rồi à. Mình sợ ăn trộm nó cô, ăn trộm nó gỡ cái đầu máy. Tại cái đầu máy đó đầu máy Nhật. Thành ra mình sợ ăn trộm đó, rồi kêu ông anh chấm cái mối hàn luôn, thành ra cái con ốc bây giờ đâu có dặn ra được cô. Dặn chết đã trống rồi. Phải cắt cái mối hàn nó ra rồi mới mới lấy cái đầu máy ra, còn khiêng nguyên cái máy thì nó nặng nề quá, phải đông người khiêng mới được. Nếu khiêng được nguyên cái nền máy thì nó khỏe rồi, nhưng mà phải đông người mới được, khoảng từ 3 người 4 người, tại cái đường đi hơi khó, cầu cống rồi nó hơi lu bu. Của máy xăng nó thì tắt không nổi. Dọn sơ sơ mà cái giường cũng đẹp nè cô, nhưng mà nó trống quá thì nó không có còn cái vẻ hoang sơ nữa. Để mình quay ngược phía sau cô bác xem nha, nó trống quá thì nó không có còn cái vẻ cổ kính nữa ha, tuy là nó thoáng đó, nó ít sâu bọ đó, nhưng mà trống quá thì nó mất vẻ cổ kính rồi. Nếu như mình dọn luôn cái mép bên này á, cô bác sẽ thấy trống dữ dội nữa, trống như bên này nè. Tại này mình ưu tiên cho bên điện điển, thành ra mình dọn điện điển trước, bên điện điển trước. Còn bên kia thì từ từ mình dọn sau. Bên đó cũng còn nguyên kìa. Giấc này là còn cầm trên tay nha cô, chưa đội lên đầu nha. Bữa nay
Bữa nay biết ý rồi cô bác ơi, không gà sơ ý đi. Mình không có khóa cái màn hình, có nghĩa màn hình mình khóa lại được để cho nó đừng có cảm ứng đó cô bác, đừng có chọt cảm ứng được thì nó đỡ được cái sơ sẩy. Mỗi bữa cầm cầm vô cái màn hình mà màn hình máy quay này màn hình cảm ứng. Sợ đụng vô rồi nó chạm từ lửa đó là. Nên mình khóa màn hình là mình chỉ chạm cái nút đó, thì nó mới tắt thôi. Còn bình thường thì nó không sao. Rồi cái dao mình bỏ đâu? Hôm qua cái dao bỏ đâu? Hôm qua có xách cái dao vô không ta? Quên rồi cô. Đây có bùn chuối nè. Bùn chuối đó mình có thể là mình gần đem vô được rồi đó. Cái dừa không bỏ. Dao không biết hôm qua mình có xách dao vô không biết. Là chắc không qua sách dao vô quá quên rồi. Cái này có coi phim hôm qua lắm nhớ rồi hôm qua nhưng mà chắc hai cái dừa muốn sách dao hay không thôi kệ hết xui đi. Hôm nay cưa tiếp nha, bữa nay làm nó chắc chừng nửa tiếng hồ tại cả công việc lu bu chứ có ơi. Cái này là còn thời gian bao nhiêu thì ra đây làm thôi, cái công việc ở nhà tùm lum chứ không có làm kịp. Nãy giờ mới được có 11 phút thôi. Chắc này gắn vô nha. Rồi câu lên cái rồi vòng quay nha, chọc vô chọc ra cái ngồi không vô. Vô rồi kỳ vậy ta, công nhận nó làm cái khớp này dở cô bác, làm cái miệng cái khớp đó, nó phải rộng hết cô bác, rồi từ từ vô trong cái nó sát lại cái nó có cái máu là ok, cái nữa mình dở cái máu nữa mà. Còn cái này nó làm chứ mà ở ngoài cũng nhỏ mà ở trong cũng nhỏ luôn, có gì người ta mới cần cải tiến thôi cô bác, giống như mấy cái xe cộ rồi thấy nó. Mấy xe cộ của bác nó ra cái đời đầu đó, cái nó lỗi kỹ thuật nhất trơn. Có xe thì mà tới ngừng mà cái ga còn lớn. Cái bắt đầu người ta chế ra cái vụ mà ID stop gì đó. Ngừng lại cái xe cũng tắt máy luôn. Chừng nào nhấn ga lên cái bắt đầu cái xe nó chạy lại giả sử gì đó. Thì cái đó là những cái cải tiến đó của bác, những cái khắc phục phía trước. Bây giờ sau này ta khắc phục lại. Cũng như cái đồ đội đầu thì cũng bây giờ nó làm trục trặc người ta gắn khó khăn chẳng ai vậy đó, nhưng mà sau này ví dụ như người ta từ từ người ta cải tiến lại, người ta làm cái ngàm ngon lành đồ lên gắn vô nó rất là dễ dàng chứ cái gì. Giả sử như gặp cái việc mà gấp gấp cô bác ơi mà gắn vô cái kiểu này nó mò mò ý, cái dắt bình thường đó mà gắn còn khó đó. Cái dắt gấp gấp mà ta nó rung tay rung chân hay gì chứ gắn còn chẳng ai, có nghĩa là nó không có thiết thực, nó phải là nhanh gọn lẹ. Mình thích những cái đồ gì mà nó cơ động á cô bác, mình thích cái đồ gì mà nó gọn nó cơ động á là mình thích, còn cái gì rườm rà là không thích. Nói về ưu tiên mấy cây điên điển mà quên đi cưa mấy cây ngoài không, mình cưa mấy cây gần gần cái điên điển trước để cho nó lớn. Mấy cái kia từ từ cũng được. Mấy cái đường điện này cũng bự bự rồi. Nó thiếu nắng trầm trọng. Có cái ao này là nước tốt nhất nè cô. Cái ao này nước tốt nhất. Nè, cái ao này xa nhà quá. Mưa mốt hái rồi vận chuyển lại nhà nên cũng khó. Cái ao này là trồng ngon nhất rồi. Theo cái vùng đất, cái đất đằng kia thì nó hơi bị phèn, còn đất này thì nó không có phèn, nó phèn nó xịu. Cũng như ruộng cô bác ơi, hai miếng ruộng hai bên vậy đó, mà một miếng có phèn quá trời luôn, mà một miếng sẽ xịu hồi đó mình làm ruộng. Cái đất bên mình không có phèn, mà miếng đất của cao bên cạnh đó cô bác ơi, nó phèn tựa lưa không giải. Không giải mà mấy phân lăng thì chết luôn.
của giấy dôi như từ lứa. Hai cái ao này phèn ít, ao sát nhà mình phèn 4 năm rồi. Mà đừng cái nó sát nhà. Xưa chẳng ai, xưa làm ruộng là đâu có sung sướng như mình. Bây giờ đất bây giờ được cải tạo hết rồi đó cô. Ngày xưa mất dãy dôi, dãy lăn gì tựa lưa chứ. Hồi đó mà nhỏ xíu, chứ bây giờ mình đâu có cái vụ mà dãy dâu dãy ấy gì như xưa nè. Đất bây giờ nó thuần hết rồi, tương đối hết. Mấy cái vùng mà hồi đó trên Tăng Tiến gì đó cô á, hồi đó là đất là có 7 triệu một công, khoảng năm 2010 khoảng 7 triệu một công rồi, mà đâu có ai làm ở trên đó cô bác ơi. Đất phèn không làm chừng mười mấy dạng công không cô bác, ở đây là người ta làm khoảng 50 dạng một công. Mấy chỗ này nè thì khoảng 2010 là ở đây người ta làm gần 50 dạng công, trong khi ở đó làm có mười mấy dạng công. Đất mới khai quang cô bác, cái dạng mà đất luôn tạm được nhất rất quan qua được. Hình ra có 7 triệu không, không ai làm chứ ta ngán. Có làm được gì đâu, toàn thèn cái đấy chứ không. Vậy cho bây giờ cô bác ơi, đất đó bây giờ 40 mấy 50 triệu công. Phải giả sử mà ai có tiền hồi đó đó ha, mua dự trữ có 7 triệu công, bây giờ 40 mấy triệu công mới 10 năm. Giật ở sao dời ha, không ai biết được. Vì cái đất chặt người đông mà từ từ đất nó mất, nó lên giá. Có con ong bay ra kìa cô á, hình như nó có cái ổ ở đó hay gì á, hình như nó có cái ổ cô bác ơi. Nó bay nó đánh cái cây mình à. Có ổ ong ở đó rồi, giờ chưa thấy cái ổ mà lại gần gần nó quất một cái mỏ nhỏ quất luôn á. Nó bay bay sát cây dừa của thấy không, là nó có cái ổ luôn đó rồi. Mà bỏ cây đó ra đi. Trời ơi, thêm con nữa kìa, cây con u quá trâu quỳ, đừng có quết nghe cái mỏ nghe, đã nhọn này lại càng nhọn thêm. Ồ ghê quá, cái người bệnh kỳ bốn mấy 50 kg mà đi sợ con ong có 1-2 khía ngọn ha. Chứ nó kỳ á cô bác ơi, nó kỳ á. Người ta bệnh kỳ mà nhiều khi sợ con đĩa, con sâu, con lãi, con sên gì đủ thứ. Đụng cái cây đó họ nó quết nữa. Đúng quá. Hồi hụi nó bay ra nữa kìa. Cái này đùa với lửa nha. Nó quết thiệt đó. Cái con ong thì nó không kiên nể gì đâu. Nhỏ tới lớn rồi. Vì ông đánh không biết bao nhiêu lần mà nó đủ loại ong chưa cô. Đánh giết rồi ta nói cái cơ thể có miễn dịch luôn. Đánh giết thì nó hết đau luôn cô. Dòng ở giường mà không bị ông đánh sao gọi là ở giường hả cô. Ở giường mà bị ông đánh là chuyện thường thôi. Ôi cái dao còn đây nè, lầu cái cán rồi chứ thôi là để dài cái tàu dừa nữa là tiêu luôn. Tôi ngủ nó có cái mai ha, cưa cưa mấy cái nhánh này, ưu tiên mấy cái điện điểm cái cài. Còn ở ngoài thì từ cây cây mắc ói không, cưa nó muốn gãy rồi. Dừng chút mà cây chút nhìn nó tát bát hết trơn, nhìn của là biến cưa nó lắc lìa lắc lại cưa cũng được.
Đây này có ong không biết, vừa vừa giật nó quết nè. Mời mốt phải lấy bản quyền cái cây cưa này để người ta đem ra cái chế tạo ta bán tùm lum này. Không có cây cưa này là chẳng ai lắm thôi, không lẽ mỗi cây mà bắt thang mà chặt cái rồi ở trên nó đổ cái nhang xuống rồi bụi không nữa. Đó mình có chặt dừa của chặt dọn dừa phải leo lên này nè ha, bắt thang leo lên chặt gỡ mấy cái nhang khô này xuống là của để cho dừa nó gọn á. Rồi bụi bẩn ở trên dòng ở dưới mà dới lên mà bụi về mù mắt, sau này làm biến là bỏ luôn rồi tới đâu tới. Ôi ôi cái gì mà qua vô dây ghê. Không có sự tích con ong không ta? Đó giờ mình chưa nghe sự tích con ong mà có, mình cũng biết nhiều cái sự tích lắm nhưng mà cái sự tích con ong là đó giờ chưa nghe. Để bữa nào tra Google có sự tích con ong không? Ong mà kêu bằng con ha. Ong mà kêu bằng con nhiều cái. Những cái chiêu cuộc đời. Rồi, dạ tới luôn. Này cũng có trái là gai. Cái này làm giải trí chơi, cái này kiểu làm văn nghệ á cô hát ơi. Cái cưa kiểu này cái dừa. Cái này mà mướn người ta mà cưa kiểu này nó thất mạc luôn á. Làm ngày được mấy nhánh mà cưa sao nhanh được. Ui, một cái bản nữa treo đây một bản đó 7 mét một cái bản nữa. Xích lần này 8 mét cái bản nữa. Tạo dược khô. Đáng lẽ buổi chiều ta được một chút ánh nắng nữa, mà có bụi chuối này nè, cái xe treo này nè. Cưa bụi chuối này nè. Ồ, cưa bụi chuối thấy cô bộ sướng hơn cưa khá dừa. Nhả sẹt mấy cái lúa mà ta mặn thịt mình luôn. Kéo nó vô. Đẹp trai, đẹp trai, đẹp gái nè các bạn. Sát cái giường này.
chưa hết đó thì nó uổng. Chưa lại để nó che lúa cũng uổng tâm nữa. Nó cứ cao cao ngã vô lúa. Lấy mấy cây đi cho có chuối lá chim ăn chay. Bữa đổi ý ha, bữa hổm thì phá luôn vui chuối này, bữa nay thì chừa lại thấy cũng tiếc tiếc. Theo thời gian suy nghĩ thay đổi, tại vì hổm gà đó, mình dọn mấy cái bờ đó, mình để ý rồi, hình như chuối lá chim này ở ở mình hình như là nó hết rồi. Mấy cái vườn chuối ở trên ruộng cũng không thấy nó, mà mấy cái vườn chuối ở trong vườn của mình thì chuối lá sim nó cũng tuyệt chủng à. Thành cái này còn giống như là con bụi gán chưa lại. Bữa hổm thì tưởng ở ngoài đồng nó còn nhiều, nó về ở ngoài đồng nó chết chứ. Nó trồng ngoài đồng, ngoài đó trồng ngoài đồng lá sim thì nhiều lắm, tự chết. Mấy chuối nãy dở, mà mấy cái chuối ngự, chuối đang sống thì nó dễ sống á. Mà mấy người này chỉ là nó quá sống, tại thời gian là nó bị sùng, chuối sim này nó dễ bị sùng. Mà chuối sim này trồng là người ta có thể là làm bánh chuối nè, làm chuối chiên nè, có bánh tét nè. Cũng làm được nhiều món lắm nha. Rồi làm bánh lá dừa rồi nè. Chuối sim nè, chuối sim này là đa năng luôn. Chuối chiên, chuối nướng gì đủ thứ. Mấy chuối kia thì nó hơi kén chút xíu. Cảnh đồng ruộng ở ngoài đã ghê hết cô á. Cái này mà tưởng tượng giống như cái chòi á, cái chòi nó nhỏ quá. Chòi đó hồi đó cắt để giữ con trộm. Chòi nhỏ xíu mà. Cái này mà có cái chòi bề ngang khoảng chừng 2,5 m bề ngang thôi, bề dài khoảng chừng 3 m thôi. Mà cắt cho nó thiệt là gọn ha, cắt hai mái ha. Cắt thiệt là gọn, thấp thấp thôi, lùng lùng ha. Rồi buổi chiều này ngồi ngắm cảnh là đẹp quá ha, khỏi ăn uống chừng cho chết tối luôn. Nhiều khi mơ mộng vậy đó cô á, nhiều người mơ mộng liệu chanh hai quả tim vàng nào đó nghe. Không có vụ đó đâu. Không có vụ đó đâu, cái đó là tưởng tượng quá vậy thôi, chứ ở trong đó mà chết đói cơm gạo đâu mà. Trừ khi đại gia, mà đại gia nào đi kiếm thấp liệu chanh hai quả tim vàng đâu, hiếm lắm. Bởi vì coi chừng mơ mộng quá, coi chừng cái cảnh không có thiệt. Vô đó là lấy gì, cơm gạo đâu mà. Đã làm muốn chết không có cơm gạo, mở đó chui vô cái túp liệu canh để cho chết. Không dễ đâu. Ở quê như mình có chút ruộng đất nè cô bác, mà còn phải làm chằn thân mới có ăn. Mình có ruộng đất cho mướn là mà còn chằn thân mới có ăn. Cái kiểu túp liệu canh hai quả kim vàng không, không có trồng rau trồng củ gì chứ. Nói đó rồi. Nó ngồi ra chữ chết. Nó không có hiện thực. Giống như hai người thương nhau, cô bác ơi, như cái thời này yêu nhau, cái bắt đầu dắt lên Bình Dương, thành phố gì đi làm. Cô bác ơi, suốt đời làm công nhân, cho nó sáng chiều rồi, cho nó làm đầu tắt mặt tối, làm muốn chết. Làm nhiều khi nguyên ngày vợ chồng buổi tối về mới gặp nhau được chút xíu, mà mệt chừng chết. Không có còn yêu đương gì nữa. Mà hên nó chưa có đứa nhỏ, thêm đứa nhỏ ra đời nó còn chết lớn nữa. Cái giấc đó là rồi, hết yêu thương gì chớ rồi. Mệt quá mệt. Dùng đầu tắt mặt tối là công nhân mà cô bác ơi. Nhiều khi ở nhà tao nói chi tiêu nó không có đủ gì chớ, mà còn thêm đứa con nó khóc lên khóc xuống nữa.
Sao có mình nói giả sử gì đó, đứa con nó khóc lên khóc xuống rồi cô bác chịu nổi không? Rồi vô công ty á, nhiều khi bị người ta quản lý, mấy người quản lý nó còn chửi lên chửi xuống nữa. Thôi ôi, nhìn cái cảm ám ảnh cuộc đời chắc mình nói thôi ôi, phải chi đó đừng lấy chồng đừng lấy vợ nó không khỏe nhiều. Ở nhiều cái con người mình mơ mộng quá ha, mơ mộng nhiều khi nó phi hiện thực. Cái hiện thực nhiều khi nó tàn nhẫn. Nhiều khi cô bác nói về quê ta có một hai cái công ruộng gì đó ha, một hai công ruộng gì cái người ta làm ruộng giống như cái mấy ruộng ở ngoài nè sống thoải mái ha, khoảng một hai công ruộng là đủ ăn rồi cô bác, phải không? Nhưng mà sự thật nó không phải vậy đâu cô bác ơi. Mới vậy đâu, sáng sớm cô bác phải đi coi gầy mò nè, phải không? Rồi tới cử rồi cô bác phải xịt thuốc nè, giải phân nè. Nhưng mà ngặt cái cô bác có biết gì xịt thuốc, cô bác có biết giải phân không nè? Làm cả chặt cả ruột cái miếng ruộng nó có được gì đâu, được gì mới sợ đó. Cái này là ta kinh nghiệm mấy chục năm mà mới được cái miếng ruộng gì đó. Cô bác mà làm sơ sẩy là ta nói cái ruộng cô bác chắc là nó vàng ẻo hết trơn rồi. Khâu gầy nó ăn tựa lửa hết trơn rồi, ruộng ta nó cỏ lên đầy chứ. Cái này không biết xịt đó cô bác ơi, không phải được gì đâu, không có biết xịt đó. Không, thuốc cỏ thuốc ấy thì mình không biết đó ha, là cái miếng đất của mình là tới cái thời bây giờ là nó nó cỏ không rồi, ngộ lắm. Dù cho cái miếng đất của cô bác vậy ha, thấy không có cọng cỏ là cái khâu mà mới xả xuống đó, người ta đã xịt thuốc kỹ rồi, tiền nảy mầm hoặc là hậu nảy mầm ta xịt kỹ rồi, cái qua vụ sau đó, cô bác không xịt là nó cũng có đầy vậy đó. Không biết giống cỏ từ đâu thì không biết nó đâu vậy đó. Cô bác không tin mà vứt đại cục đất ở đâu cái tuốt dưới đáy sông dưới đáy phủ gì. Cô bác vứt để lên bờ cái đó, nó khô khô cái là bắt đầu có cỏ, ngộ vậy đó, không có nó từ đâu. Mình cứ tưởng cái miếng đất mà nó trống trải gì rồi ha, vậy là qua vụ sau đâu có giống cỏ nó đâu mà nó mọc. Ai về qua vụ sau cũng cỏ nguyên vậy đó, mình không bởi vì năm nào có đâu có ai mà không xịt cỏ, ngộ vậy đó. Cái sự thật với cái nó khác nhau dữ lắm. Mà làm ruộng mà nói thiệt chứ nông dân là nông dân với nhau chứ nhiều khi người ta đâu có chỉ cho cô bác. Mình nó cũng từng làm ruộng cả chục năm á, ở đâu thì nông dân với nông dân chứ nhiều khi người ta đâu có chỉ bí quyết cho mình đâu cô bác ơi. Nó chỉ rồi cùng lắm người ta cũng chỉ một phần nào thôi, với tùy theo cái sáng tạo của mỗi người nữa không. Nhiều khi á, xịt thuốc ở ngoài nè cô bác ơi, có số người mình nói đụng chạm ta chửi chết. Thành nói nông dân chất phác nha, nhưng mình cũng cái dạng nông dân này, nhưng mà mình nói thiệt mình bơi cái xấu của mình cũng hết nha. Nông dân có số người ta xịt thuốc đó cô bác, rồi bắt đầu ta lột cái nhãn thuốc đem dặm với sình bỏ, chỉ còn cái chai thuốc trên bờ đê thôi. Để làm chi cô bác? Để cho cô bác có đi ngang á, có muốn ăn cắp người ta cái bí quyết của ta, ví dụ như ta xịt gầy thuốc gầy đó đó, cô bác thấy còn cái chai không, đâu biết cái thuốc gì. À, không, người ta xịt cái đó là có thiệt của cái gần chỗ mình là có thiệt đó. Có nghĩa là người ta giấu, người ta không muốn ấy cho mình. Cũng giống như mấy cái tiệm thuốc tây đó, cô bác mà bán thuốc cho người ta đó, cô bác mấy tiệm thuốc tây đó, nhiều khi người ta xé nhãn chưa. Cô bác mua mấy tiệm thuốc tây đó, mấy người mà hốt thuốc mà người ta nó hay 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 gì đó nha, cô bác về coi nó xé nhãn chưa, để thuốc không. là sợ mình y theo những cái thuốc đó mình mua là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là những cái tiệm thuốc khác người ta bắt chước, có nghĩa là người ta cài tay trong đi mua, người ta lấy thuốc về người ta coi, người ta bắt chước người ta bán thuốc theo. Đâu quá, cái gì nó cũng có cái lý. Rồi tùy ý của mỗi người nữa, mỗi người có cái sáng tạo riêng nữa, thấy không? Mình thấy nhìn ở ngoài thì nó đơn giản chứ nó không có đơn giản đâu. Muốn làm một được một cái miếng ruộng mà bằng trang gì ha, không thấy còn hột lép nữa. Không phải dễ đâu. Rồi cái bờ ganh này là thuốc cỏ riêng nè, đúng không? Còn thuốc cỏ mà xịt trong lúa là thuốc cỏ riêng nữa nè. Tùy cái thời điểm nữa, không phải thuốc cỏ nào đem về xịt là có tác dụng hết đâu. Nhiều khi thuốc cỏ mà nó hơi mạnh mạnh mà xịt một cái là lúa nó vàng ẻo luôn. Không có. Mà thuốc cỏ mà xịt mà sai thời điểm là cũng không được nữa. Nó phải đúng thời điểm. Tiền nảy mầm thì xịt phải trước khi mà cỏ nó nảy mầm, còn hậu nảy mầm là xịt khoảng trong cái bao nhiêu ngày đó nó chết, nó quá cái thời điểm mà cây cỏ nó già nó không chết nữa. Khó hả? Bởi vì ta nói một túp liều canh hai quả tim vàng cái gì chứ sống nổi đâu. Phải trừ những người mà có của có tiền rồi đó cô bác. Ví dụ như cái trong cái sổ tiết kiệm của mình được nhiêu tiền rồi đó, khoảng 100-200 triệu hay gì đó nghe,
đó, cái mình muốn về quê mình ở ẵng hay gì ha, mình mua miếng đất rồi mà trong tài khoản của mình của 100-200 triệu hay gì, mình chỉ cần ngồi không mà không có khỏi cần làm chứ á, mà không sợ đói á, thì cái kiểu đó mới một túp liều tranh hai quả tim vàng được. Nhưng mà cái đó không phải ý nghĩa đúng với cái túp liều tranh á, có tại vì mình có tiền mà sao gọi tiền liều tranh, tuy mình cắt liều tranh á nhưng mà thực sự cái ý nghĩa bên trong đâu đúng. Nhưng mà như vậy thì cũng tạm đó quá, nếu mà kiểu mà muốn túp liều tranh hai quả tim vàng là nó phải gì có vốn, nhưng mà người ta muốn ở ẵng á thì kiểu đó. Còn cái kiểu mà nghèo nghèo á, cô bác ơi bây giờ sống nổi mới sợ. Hai vợ chồng mà ta nói lỡ mà có bệnh tật gì đi cửa tiền đâu mà đi bệnh viện đó mà liều tranh. Chỉ cái đó chỉ có trong phim thôi, chỉ có trong phim thôi. Mà mình ngộ cái đó, cô bác ơi, cái cô Lâm ngày xưa ở trong cái cổ mộ không à, mà không biết người ta nói cơm gạo đâu ăn. Cơm gạo đâu ăn mà ngọt như mấy cái nhân vật mà trong chuyện cổ tích đồ với trong kiếm hiệp đồ. Cô bác ơi thấy quanh năm suốt tháng là mặc có một bộ đồ mà tiết kiệm hết hết. Cô bác thấy là đầu phim tới cuối phim tôi trải qua mấy chục năm mà có một bộ đồ mặc hoài, không không bao giờ thấy nó đi giặt. Thường là gì là để cho mình thấy được nó không có thực tế. Ôi, con gì nó bay cái dù ngồi buồn cái chuyện xa xưa ha, để cho mình đi vào cái hiện thực nó phũ phàng lắm, nó không có giống như những cái gì mà được viết ra được mơ tưởng rồi, nó khác hẳn một trời một vực luôn, xa xôi lắm. Nhiều khi ngồi đây cưa lộng cộng chứ ngày mai là nghỉ cưa nằm xà lai vô bệnh viện hay gì không chừng qua sự cố à. Ngày xưa người ta nói gì mà bãi biển mà quá nương dâu đó cô, nó thay đổi chóng vánh vậy đó. Ngày xưa mà ở ngoài Phú Quốc của mình đó, có cái cồn, mình ở hồi đó ở An Thới mà An Thới cũng nhiều điểm đẹp đó, rồi đi dài lên Dương Đông, lên Suối Tranh, Bãi Khem rồi vân vân đó, ở Gành Dầu rồi như vậy, nó có nhiều điểm du lịch. Mà đó là mình ở dưới An Thới là nhìn ra biển cũng rộng đó. Phú Quốc thì nó có hai đầu, cái đầu ở trên này nó dòng xuống giống như cái hình cái củ khoai đi, tưởng tượng cái hình củ khoai, thì ở dưới này là An Thới, trên này là Dương Đông, nó có hai thị trấn đó. An Thới, Dương Đông, nó chia đâu ra, thì đó mình ở Dương Thới, ở sát cái đầu cùng ở dưới này luôn, thành ra biển bốn bên luôn. Rồi cái mình ở biển ở chỗ đó đó cô bác ơi, biển mênh mông đó, nhưng mà mình ở tới cái năm thứ hai rồi đó, thì tự nhiên cái chỗ mênh mông ở đằng trước đó nó nổi lên cái cồn, cái cồn khác. Là tại vì nước nó qua cái chỗ đó đó cô bác, nó có cái gành đá, cái bắt đầu nó sấy rồi bắt đầu nó quặn cát lên. Cái năm đầu ấy mình ở là tao nó biển mênh mông, cái năm sau từ từ nó lồi lên cái cồn cát rồi bắt đầu trong bờ đi dài ra được luôn, đi dài khô luôn, nó tấp vô đó đủ thứ rồi, bọc gác ghến gì đủ thứ trên đời. Nói gì bãi biển mà quá nương dâu là gì đó, hồi trước kia là biển mênh mông nhưng mà 1-2 năm nó đã thay đổi rồi, cái chỗ cái bãi biển đó bây giờ đã có đất đá cát đó tùm lum trơn, bọc gác ghến gì đủ thứ, bãi biển quá nương dâu là gì đó. Cái này cũng giống như cái ao của mình ở đây cô bác ơi, mình đôi khi cũng muốn quy hoạch á, có tiền á bắt đầu mình thổi bùn hoặc là thổi cát vô đây nè cô bác, cho nó khỏa mặt bằng luôn, bắt đầu mình trồng cây ăn trái. Chứ bây giờ cái ao này đâu xài đâu quá, ví dụ mình thổi bùn thì cái ao này chắc cũng cả 30-40 triệu là đầy cái ao này đó quá. Thổi bùn có nghĩa là người ta lấy bùn từ dưới con kênh đó đó, người ta thổi lên đây cho mình thì người ta chỉ tính tiền xăng dầu tiền công thôi, còn thổi cát đó, thì nó mắc quá, tại người ta còn tính tiền cát nữa, vừa xăng dầu tiền công mà còn tiền cát nữa. Còn này mình thổi bùn đó, thì khỏi tốn tiền bùn chỉ tốn tiền công đó thôi, bởi vì nó rẻ hơn nhiều lắm. Như cái ao này mình đoán là cũng khoảng 30-40 triệu là có thể là đầy cái ao này, và từ đó mình có thể trồng xoài trồng ấy gì, trồng cái chút vui chơi, chứ bây giờ cái ao cũng như bỏ không rồi, đâu có xài được gì đâu. Thì bây giờ nó đang là cái chỗ nước, ví dụ như bãi biển nữa cô bác ơi, 1-2 năm nữa cái mình thổi cát lên ấy, cái chừng đó mình đâu có còn thấy mà nước nữa đâu. Chừng đó thấy bờ ruộng rồi. Và chừng đó cái người mà hồi xưa mà chưa từng nhìn thấy cái cảnh này á cô bác, trời ơi, người ta đâu có ngờ hồi đó ở đây là cái ao đâu, phải không? Cũng giống như mấy cái khu dân cư đó cô bác,
mấy cái khu dân cư, mấy cái trường học và mấy cái mà cái công trình lớn đó của phóng mặt bằng đi qua cái đồng ruộng. Mình đâu có ngờ hồi đó là cái đồng ruộng đó của bây giờ lên là ta thấy nhà lầu nhà cao tầng nhịp mọc tùm lum chứ, nhưng mà đâu có biết được là trước đó là đất ruộng không, nhưng bây giờ nhà mọc lên kinh kít luôn rồi, đâu có mình đâu có tưởng tượng ra được ha. Có sự thay đổi khác biệt ngộ bởi vì nhiều khi có hơi giống như là ông Phật ngày xưa vậy đó, ổng là ông thái tử ha cô bác, ổng là đủ thứ mà sang quý, đủ thứ vợ con hết trơn, cái bây giờ cái tự nhiên cái ông bỏ đi ăn xin thay đổi chống gánh ha. Nhìn hồi hơn một ông vua con mà bây giờ đi trở thành người ăn xin của bác thấy trời ơi thôi cái vụ này sao mà nó khác biệt trầm trọng như thành ra nhiều khi ông vua tình phản của bác ơi ông không có chịu được. Ông nói á, dù sao á, ông á, trước đây cũng là con của tôi cái người sang cả, cái người trong danh gia dòng tộc mà bây giờ bỏ đi ăn xin vậy đó, rồi tai tiếng biết bao nhiêu đó. Ông vua tỉnh phạn nhiều khi ông không chấp nhận được của ông nói cái dòng dõi vua chúa mà làm gì là bôi bác quá rồi, ví dụ như cô bác là cái nhà giàu đi nhà giàu nhưng mà trong dòng họ anh em gia đình gì của cô bác đó có người ta nghèo đói đến nỗi đi ăn xin rồi tai tiếng biết nhiêu phải không cô bác nhiều khi nó cũng khó xử, thành ra ông vua tỉnh phạn khó lắm. Mà tới chừng ông Phật ông giải thích rồi á thì ông vua tịnh phạn ông mới ngộ ông hiểu ra không có, dù cho ông vua bây giờ có giàu sang đạt cả chức quyền danh vọng tới đâu rồi khi nằm xuống là có giữ được cái gì không cô bác không? Thì đối với những cái người nghèo khổ, những người ăn xin như ổng thì có cái gì khác đâu dù cho đem theo bỏ vô cái quan tài đó rồi đến 10-20 năm sau mà vàng bạc đem theo bỏ đó thì cũng còn y nguyên đó, chứ có đem theo được miếng nào đâu, nó đem theo cho nó có danh chơi vậy đó chứ có đem theo được đâu quần áo bỏ vô quan tài rồi nó cũng mục, nó còn nằm yên, nó có đem theo được cái gì đâu. Thành ra cái người sang cả hay đối với những cái người mà nghèo khổ bằng cùng thì cũng tương tự như nhau, mà ngặt ra cái người sang cả lắm của nhiều tiền á cô bác ơi, nhiều khi nó khổ nó còn bị đeo đắm vào những cái đó đó, bây giờ đi không được. Ổng nói ổng á bây giờ là cái người mà ôi ôi có công duy trì hàng gì cứ quả không được, ổng nói ổng á là bây giờ là ta nói tứ đại giải không không có cái gì chân á, không có cái gì mà dính mắt chân á, thành ra ổng có thể là giả sử như ổng nằm xuống cái nó không khỏe lắm. Không có bị dính mắt vợ con thê tử rồi ngai vàng gì đủ thứ cho ông, không bị dính mắt chứ. Còn ông vua tịnh phạn à. Ông vua tịnh phạn mà bây giờ mà giả sử ông nhắm mắt ông có hối tiếc ha ông mới giải thích cho vua cha của nhắm mắt rồi bây giờ mà giờ lỡ nhắm mắt giữa chừng mà cái ngôi này chưa biết trao cho ai rồi cái giác đó đi được không, sợ rồi ở lợi rồi mấy đứa con mình nó giành giật là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai á, quần thần ở trong này không biết nó có phản loạn, nó có giết con giết vợ của mình nó chiếm ngôi hay không rồi tiền của cái tài sản để lại không biết sao nữa. Có cái nào khổ cái đó cô, phân tích rồi hồi ông vua thấy quải rồi cô thì từ từ á ông vua ông mới giác ngộ được thì ông mới tu theo Phật, chứ hồi đó ông vua tịnh phạn là ông bức xúc ông Phật lắm tại vì con ông à hồi trước khi thành Phật là mà nói không có nghe giống như là cô bác mà nhà giàu có bây giờ có đứa con bây giờ nó đi làm mấy cái chuyện mà cái chuyện của cái người ta nó không có của cải tài sản chứ làm mấy cái chuyện mà cái người giàu có nó nhìn thấy sao, làm mấy chuyện mà quê mùa, là mấy chuyện mắc mặt quá đâu chấp nhận được. Nhưng mà từ từ cũng hiểu cái vấn đề của bác không, tại ông Phật không có quay đức, còn như cái người thường của mình á nó thấy cô bác nhiều khi giải thích người khác không có nghe được lại có cái người có đức, có nghĩa là vừa gặp cái người đó người ta kính trọng thì người ta mới nghe được còn gặp cái giảng tào lao như mình nó có vừa gặp là muốn chữ không nhìn không ưa vô rồi nhìn là thấy xem thường rồi sao nói chuyện được không cô á. Phải cái người có đức có nghĩa là vừa gặp cái người đó người ta cảm thấy mến mộ, người ta kính trọng á thì cái người đó nói chuyện thì mới vô mình nổi phải không. Còn mình gặp cái người nào mà ta nói vừa gặp người ta mà mình đã không có cảm tình rồi, cái khó ưa rồi, cái này dưới cơ mình rồi sao nói chuyện vô, không có người ta có khuyên gì có nói gì mình cũng đâu có vô nổi. Nãy giờ nhiều chuyện không biết coi cái cục pin nó còn không quên cái vụ cục pin có khi nào hết trơn không biết, hết trơn là nó chuyện anh ngồi xuống cái coi.
Trời ơi, nãy giờ chưa có khóa cái nắp của cái máy quay nữa, quá tôi hay mà nó không lết ra. Dòng còn pin nè. Thôi ôi, thôi ôi, còn có 3% mà có bác ơi, hên ghê không? Đó, vậy mà chợt phải nhớ ra nha. Bây giờ sao đây? Bây giờ mà không có uống trái dừa cô bác ơi, nhiều khi nó mình cũng sai sót. Viên dừa mà không uống dừa để mấy con chuột nó uống hết cũng vậy. Dành ăn với chuột. Nè, cây dừa BD nè, cô bác mình nói cây dừa BD thiệt nè. Rồi để tắt màn hình nha. Còn mấy phần trăm à? Nhưng mà nó trụ được khoảng 2-3 phút đó. Cái dừa BD đó cô bác ơi, nó không có ra cái trái nào ra hồn chứ. Cô bác thấy nè, cái trái nó dài sọc vậy đó, nó không có gáo, không có nước chân á. À, kiếm trái dừa uống rồi. Cái này đi. Hơi già già chút xíu nhưng mà uống nó sẽ ngọt. Tao uống dừa cho mát, còn mình uống dừa cho nó ngọt. Rồi, quá chính xác. Giết đến hết pin. Cái dao mình còn bỏ đây. Cái vụ bỏ đây cô bác nhớ cái câu chuyện mà ta nói sư đây, tráp đây, rồi đầu chọc đây hay gì đó, cô bác còn nhớ cái câu chuyện ở trong series điên điển mình có kể đó. cái tên mà sư giả đó, bắt đầu nó gạt cái tên mà tên lính mà đi áp giải đó cô bác. Sư đây, tráp đây, đầu trọc đây. Người ta đang trộm đâu. Giả sử vậy đó. Rồi, cô bác nào phanh ruột thấy nhớ cái câu chuyện này. Rồi, sáng nay chặt dừa uống chút xíu cô bác ơi, thay pin. Nó báo hết luôn rồi đó. Rồi cô bác ơi. Dũng sĩ diệt dừa nha, xong với dừa đó. Chắc ăn dừa là ở cái chỗ mà không có muỗng đũa thì mình chặt cái ấy dừa nè cô bác, làm cái muỗng nè, à, vậy là mốt thôi. Rất là ngọt, tại vì nó vừa ăn đó cô bác. Nó vừa ăn là những cái dừa ở ngoài nó mỏng vậy nè cô bác, cái lớp ngoài nó mỏng vậy nè. Mà ở cái lớp trong thì nó hơi dày chút, gì là ăn dừa. Mỏng quá thì nó không có nhiều cái để mình ăn. Nói chung cái trái này là cũng khá vừa ăn, cũng được. Hơi cứng chút, hơi mềm xíu nữa là còn tuyệt vời hơn nữa. Không biết làm được bao nhiêu chứ lỗ chứ dừa đó. Thì bỏ cái khung đó nha. Hồi nãy không có khóa lại luôn mà gắn lên đầu. Vì mà nó không có rớt cái máy được. Hay. Rồi cái này lỗ lên đầu nha. Ăn vô rồi. Thở chế cái lẫy nè, quá dở. Rồi có cơ động nhanh nhẹn gì chứ. Giúp cái cái. Rồi tiếp tục nha. Bữa nay gắn cho được cái bề ngang này coi. Cái này là cây mai nè cô. Cây mai mái mai đó. Úp mấy cái tàu dừa xuống đây nó cũng có tác dụng nữa nha, nó không có lên cỏ. Cưa đứt thì nó rớt xuống địa luôn, anh ra cưa rồi, chừa lại chút gì đó. Giờ nữa nghi quá, đánh cái mỏ nó quắt luôn. Tại mấy cái nhang khô này nó dễ có ong bám được, mấy con ong lá
bám mấy cái nhà khô này. Công nhận cái dừa BD nó có cái trái dài sọc gì nè. Từ nhỏ tới lớn không biết bao nhiêu bắp rồi đó, toàn là trái dài sọc gì không nè cô. Giống trái đẹp đẽ. Ôi cái gì mà ba vô da đậu ghê à. Trong mấy cái nhang khô này nó là của dễ của ông lắm nè. Từng chạm mặt biết bao nhiêu của ông trong mấy cái nhang khô đó. Bởi vì bây giờ mình cũng gớm. Chỉ cần ăn cái dù cái là rồi. Không có thể nào mình hát kịp. Cái dù cái món nhau quá. Ngày xưa có đứa cháu của bác ơi. Cái cháu hồi đó mình còn trồng măng cầu sim á nha, cái măng cầu sim mà cây măng cầu sim cao chừng 3-4 mét rồi, nó cao cũng cỡ tới đó rồi cô. Leo lên bẻ cái măng cầu của bác ơi, mà cầu ong ở trên nó đánh một cái ngay chân cái mỏ luôn cô bác, có nghĩa là ngay cái môi á cô bác, quýnh trúng cái môi mà cô bác biết rồi, mấy con ong nó độc lắm cô bác, đánh trúng chỗ nào là sưng dù vô đó, đó. Nó sưng phồng lên. Quýnh vô cái mỏ một cái cô bác ơi, nó sưng mì giống như cái mỏ của con heo. Rồi nhìn nó mắc cười hết sức. Rồi ngặt cái cười trên cái sự đau đớn mà gặp mà không mắc cười không được cô bác. Tại cái mỏ mà nó sưng chù dù nó nhỏ quắc ra. Dòng mấy cái chỗ mà cứng cứng á cô bác, nó đánh mấy chỗ thịt cứng ha, thì nó sưng ít. Mà mấy cái chỗ mà thịt mềm á cô bác, nó sưng một cục trùng bập lên vậy đó. Huống chi cái môi. Cái môi là thịt non không. Quýnh bước vô một cái. Rồi lên. Cái chuyện giống như đùa mà có thật. Nhiều khi nó đánh hên xui mà cô bác ơi, con ong nó biết trời chăng gì, nó đè chỗ nào đánh được nó đánh, đâu có phân biệt. Nó lựa chỗ tốt chỗ xấu gì đánh. Nó đánh mấy cái chỗ mà con không có thẩm mỹ nó đỡ. Chỗ có khúc nào đè đánh mấy chỗ có thẩm. Ưa quá thì nó lọt vô đìa luôn. Mà cứ đít thì tước nó không ra. Cái này câu giải trí chơi của câu giải trí lành mạnh. Không biết nói cái gì. Nhiều khi nó đụng đụng tới cái gì nói chứ. Có nhiều chuyện là nhiều chuyện chứ cũng phải có cái nguyên nhân gì mới nói được chứ. Trừ khi là có sắp xếp sẵn ở nhà, ví dụ sắp xếp ở hẳn ở nhà ra đây kể cái này cái kia cái gì kể cái chuyện đó đó cái chuyện đó, đó cái đó là có đạo diễn biên tập trước hả, có tính toán trước hả? Mình không thích gì, chẳng thà mình ra đây mình im ru mình nói chuyện trên trời dưới đất không, chứ mình không thích mấy cái kiểu dở dạt như nó kỳ kỳ đó cô bác ơi. Chẳng thà nói chuyện trên trời dưới đất mình không vô cái câu chuyện nào cũng được nữa, cái đó mình sống thật với mình hả cô bác. Chứ bà dạt như vậy tự mình lừa người ta nữa. Dở dạ là sao rồi nó quết được cái mỏ rồi nữa, cái gì mà nó bay vòng vòng hoài vậy. Mới đây mà qua Tết rồi đó. Mấy cây mai này mà lặt lá là nó cũng có bông rồi đó cô. Cái này dạng mà mai quang rồi. Ôi ôi, dính luôn rồi. Này, nó dẻo dữ lắm luôn, nhiều khi có chút xíu đó mà rất đã luôn đó. Này không nên thân rồi cái trái mà cái kiểu này không à, mà cái trái này nhiều khi hay vậy cô, trái này đem ra chợ bán là nhiều khi người ta cũng mua. Ta mua thịt chân cái kiểu mà chân tết đó cô, cái dừa mà nó dài sọc nhiều khi nó đẹp nữa. Như đồ bánh tét vậy đó,
cái dễ dẻ vô nhiều khi nó mua. Lạ quá. Cái này mấy con cò nó ít về cũng mừng, nó có mấy con lẻ tẻ à. Tôi bắt thấy là còn nó phân dính trên lá cò, trên lá dừa, lá gai chứ không nhiều ha, là còn ít. Cái nó mà về đây nhiều mình cũng mệt, cũng mất công lo cho nó nữa. Ngủ luôn đi, không có an tâm nữa. Tao đi vô bắn nó tội nghiệp. Rồi nhiều khi nó cũng khổ tâm hết chứ. Chẳng thà đi đâu nó ở đi, mình cũng khỏe, thôi không lo cho nó nữa. Nhặt chừng lá ha. Người ta nói làm bánh lá dừa của bác, nhưng mà hình như không phải cái lá dừa này của bác không. Mình thấy có một số người ta làm bằng cái lá dừa nước, cái bánh lá dừa. Không phải lá dừa này nó hơi nhỏ, cũng có thể làm được đó cô bác, nhưng mà nó hơi khó khăn hơn. Nhỏ quá nó gói cái hộp nếp nó không có được, cái nó không được đã. Bánh lá dừa như là người ta chặt những cái tàu dừa non, tàu dừa nhỏ xíu ở trên đọt. Nhiều khi mình cũng có cái ý định mà làm mấy cái cổng lá dừa chơi á cô bác, nhưng mà rất là lu bu và không có thời gian. Cái mình làm cái cổng lá dừa đó làm được, mình thắt cái này thắt cái kia được, nó hơi tốn công chút xíu nhưng mà khéo tay chút xíu làm được. Làm cái cổng đó giờ tiền không đó cô bác, cái cổng mà ngon ngon là mười mấy triệu đó. Cái cổng lá dừa làm cho đám cưới được là mười mấy triệu đó. Mà cái công việc đó nói chung là nó cũng nhàn hạ ha, nó không đến nỗi cực nhọc, mà nó đòi hỏi cái thời gian. Mình có thể làm mấy cái đó được, nhưng bây giờ thời gian đâu có. Cưa gì là đỡ mấy con chuột dữ lắm. Chứ mấy con chuột mấy cái trái nhỏ nhỏ là nó ăn chưa. Cứ gì là nó trống là nó hết ở, hạn chế ở. Cứ mấy này thì được cái buổi chiều nó có nắng được chút đỉnh. Bị hiếp luôn rồi. Mấy cái này lu bu không biết làm sao mà tát cái ao để mà trồng con súng nữa đây. Trồng sớm thì có cái thành quả sớm, trồng trễ thì có cái thành quả trễ. Nếu mà không trục chặt vào khoảng chừng 2-3 tháng, 3-4 tháng là bắt đầu là nó đã có bông, nó có trồng xuống. Con súng thì nó mau lắm, nó chịu phát mau lắm. Cho mà đem tận nhà cho luôn á, nhiệt tình ghê. Tại cô hết biết á, mình ít khi mà nhận đồ của ai lắm cô, thiệt. Mình ít khi nhận đồ của ai, thành ra cái người nào mà muốn cho mình á, thường là đem tận nhà. Cho nhiều khi mình còn không nhận nữa. Tại nhận cái là nó mất cái nợ của bác ơi, như bây giờ là mình nó mất cái nợ rồi đó. Phải tìm cách mà trả. Chứ mấy cái đồ cho nó thiệt cái cô bác. Mình sợ dữ lắm. Sợ mấy cái đồ cho lắm, phải mang ơn. Mang ơn là bắt buộc mà phải trả. Mà ai làm ơn cho mình thì cái người đó cũng không có sợ lỗ đâu. Mình phải tìm cách mình trả được.
Hỏi gì mình sợ, ít khi nào mình nhận đồ của ai lắm cô bác ơi. Ai cho mình là thường là đem tới nhà không à. Cái dạng giống như chảnh vậy đó. Nhưng mình không thích nhận đồ. Ôi, của biếu là của lo mà của cho là của nợ đó. Nhận đồ quá là thành tham của người ta. Mình chỉ nào nhận đúng cái nhu cầu của mình. Ví dụ như hổm giờ cả năm nay mình kiếm cái bông súng là kiếm không có được rồi. Kiếm không có đó. Bây giờ có bắt buộc rồi. Phải nhận cái ơn đó. Súng bây giờ nó hiếm quá đi. Tuốt ở dưới Ô Môn đem lên đó cô. Cái này là dưới mấy cái ao ở dưới. Còn đem lên hai bọc cũng nhiều lắm, cũng mấy chục củ, chắc cũng cả 30-40 củ. Mà nó chịu lên vài củ thôi cô bác ơi, là mình nhân giống ra là cả đống rồi. Tại vì hồi trước mình cũng có trồng ở đây rồi đó cô bác. À, trước đây hơn một năm thì mình cũng có trồng rồi chứ không phải là không có trồng đâu. Trồng mấy ao này nó tốt được rồi nhưng mà ngặt cái cá ăn chứ nó khó gì đó. Mà mình á thì mình đâu có thuốc cá bắt cá đâu. thành ra nó cũng khổ hết sức luôn. Mấy con cá nó thì nó phá mình, rồi mấy con cá này nó đeo mấy cái mà con nhút của mình nữa. Con nhút cũng trồng trong này cô bác, thấy cái ao này trồng con nhút là hết sảy luôn thiệt, không có ốc hết rồi chứ á. Mà ngặt cái trồng xuống đây thì cá nó ăn nữa, cũng cá nữa. Mà mình thì không có bắt cá, người sao đây. Cũng khổ tâm hết chứ không. Giờ trồng buông súng thì bây giờ mình cố gắng mình để nước ở đít để cho mấy con cá nó bớt phá. Cái cá là sao hết được cô bác ơi, cá nè, cá thiên nhiên mà. Cái ao mà cô bác để không á, thời gian là tự nhiên nó có cá, chứ không phải cá nuôi, cá tự nhiên đâu á. Dù cho cô bác mà bít bọng lên đi, hồi đó những cái người mà nuôi nuôi tôm nữa cô bác, người ta kỹ đó. Cái bọng á, người ta lấy cái giấy mùng á cô bác, người ta bít lên luôn. Cô bác biết cái giấy mùng mà cái giấy hồi xưa mà nó giấy nó khít cháy luôn á, chứ không phải cái mùng mà cái lỗ nhỏ nhỏ tròn tròn như cái lem mình vậy. Mùng khít cháy luôn đó. Mà ngặt cái ta bọc 2-3 lớp vậy đó cô bác. Vậy mà tới chừng nuôi tôm cũng có cá ngắt chứ. Người ta sợ mà cá nó ăn tôm đó. Tôm con nó nhỏ hơn tép nữa. Ngặt cái cũng có hết trơn hả, trời xanh sao đâu, chứ không phải nó vô trứng mà dòng cái giải đó. 2-3 lớp mà có trứng nào. Nhưng mà ngặt cái ngộ cô bác ơi, trời xanh. Cô bác không tin đó, cô bác có cái mảnh đất nào ở giữa đồng giữa ruộng mà không bao giờ quanh năm mà không bao giờ mà nước vô được đó nha. Cô bác mướn cô bé múc một lỗ mà tới nước đi. Tới nước đi cô bác, để thời gian tự nhiên có cá trong. Nó ngộ vậy đó. Lạ đời vậy, không có cá này cũng có cá kia, ở trên núi trên non vậy đó. Mà cái chỗ nào mà có vũng nước là có cá. Không có cá bự cũng có cá con, không có cá con cũng có cá liềm kim. Ngộ vậy đó, trời sinh. Làm buổi chiều tà không, cái cảnh đẹp hút hồn quá ha, cái cảnh mà ánh sáng vàng vàng nó xuyên qua mấy cái chòm lá này ha, trong làng nắng ẩn mà khói mơ tan, đôi mái nhà tranh lắm tấm vàng. Cô bác thấy ở giữa ống kính mình là mấy cái nhà tranh ở hàng xóm mình đó, cách đây khoảng 100 mét. À, bên đó có con kinh nữa đó cô bác, có nhà lai gai, con kinh nó nhỏ hơn con kinh bên mình bên đây, nhưng mà cái đó người ta ở dòng họ người ta ở đó cô bác, thành ra có lai gai nhà chứ không phải là nhiều nhà. Mà tại vì bà con dòng họ, cái người cha cái có con ở riêng cái ở vòng vòng vậy đó. Chứ bên đó thì vắng hơn bên đây bên này, kinh nhỏ hơn. Còn ở đây mình ở còn nên hả, từ từ ở đây cũng có cái đường lộ thôi, từ từ người ta ở nhiều lên rồi cũng có đường lộ thôi. Nhưng mà có đường lộ cái gì chứ nó cũng lu bu lắm, tuy thuận tiện cho cái đường xe cộ mình nhưng mà nó cũng có tệ nạn dữ lắm, giống vậy như là mấy cái tên trộm chó nó bắt chó rồi sợ cánh ăn trộm nữa cô bác ơi. Bây giờ không có đường xá cho nó cũng đỡ ăn trộm, mà có đường xá rồi coi chừng nó chạy xe gáo gáo ở đây mình sơ sẩy thôi cái bắt đầu lắm.
nó gom mấy cái đồ lặt vặt của mình chứ. Thấy không, nhiều khi cái đồ của mình nó không có giá trị nhưng mà lấy nó bán về chai cũng được chút đỉnh, chứ đâu phải nó lấy đồ giá trị không đâu. Nhiều khi cái motor cũng lấy nè, motor bán có 100-200 ngàn cũng lấy được. Ở cái xóm mình, ở bên ở xóm mình, ở cái nhà giữ xe ở gần ở dưới đường quốc lộ có mấy đợt có mắc motor, mắc gì mắc nguyên xóm, mắc nguyên một xóm nữa. Cô bác nó đi một bữa ha, nó thấy ai để motor dưới mé sông lấy cho mắc nguyên một xóm này, tại vì mấy cái vụ motor hiếm khi mắc lắm cô bác ơi. Ai có ai đề phòng mấy vụ motor đâu, mà một biết cô bác biết motor thì người ta để cặp mé sông người ta bơm nước lên bờ. Bữa sau mà nó đi ra lấy cho. Lấy vào nguyên sớm đâu 6-7 cái, 7-8 cái vậy đó. Nói gì ăn trộm, nhiều khi cô bác nói thôi nhà có đồ quý gì đâu mà ăn trộm, mà ngặt cái này không có đồ quý gì, ăn trộm đồ lặt vặt. Nhiều khi vui vui gả cái máy vi tính mình ra bán rồi cũng được vài trăm ngàn. Cái gam bán được cũng vài chục ngàn, thấy không? Cái ổ cứng bán cũng được vài chục ngàn, cũng có tiền. Nhiều khi chích một cái 150-200 á, cô bác gom gom là cũng chích được một cái. Cái cơn rồi cái gì không làm. Cái cưa Made in Việt Nam luôn đó nha. Thiên đường hôm nay mới tốt mà cô bác, dương lên rồi đó. Cò nó nằm lắng kìa, có thấy không, nó nằm trong bụi cỏ chứ không phải là nó không đi theo đâu, nó nằm lắng theo dõi mình mà. Dễ gì nó buông tha, cái này quá cao. Cả vì sự nghiệp tiên điển. Cái gì chứ, rồi thiệt ra bữa tiên điển có bông mà còn chừng 4-5 ngàn ký lại nữa luôn, nên xui mà cũng do ăn ở thì sao đó. Nhiều người ta nói buôn buôn bán đừng có nói xui, cái chuyện gì liên quan buôn bán đừng nói xui, nhưng mà nó thể có mình không có cử gì chứ. Làm hết mình là thôi kiên cử cái gì. Phước chủ mai thầy, mình có phước là làm gì cũng dễ chứ, mà không có phước rồi không có duyên rồi chứ cô bác ơi, thì tới chừng đó 5 ngàn 4 ngàn ký thì cũng có thể xảy ra bình thường. Còn kiên cử thì nó cũng vậy mà thôi, số phận nó vậy rồi, làm hết mình là thôi, tặng nhân lực mới tri thiên mạng ha. Có nghĩa là làm hết mình rồi mới biết được cái mệnh trời ra sao. Ở đó mà sợ nó xui, sợ nó xui cái gì mà nó xui, nó xui rồi thì có nói xui nữa hơn. Nhưng mà ở vì nhiều người kỹ lắm cô bác ơi, kỹ lưỡng lắm. Không biết nói xui mà ngắt cái, nếu như ai mà kỹ lưỡng không dám nói xui thì người ta cũng giàu hết, thì ở thế gian này chắc nhiều người giàu lắm cô bác. Nhiều người mê tín vô lắm mà cô bác thấy mấy người mê tín vậy chứ đâu phải ai cũng giàu hết. Ta kỹ lưỡng, ta không dám nói bậy, không dám nói xui đó, mà nghèo cũng vẫn nghèo ha. À, cũng giống như nhiều người, người ta đi miếu bà được nhóc chân cô bác ơi, người ta cầu. Người nào đi miếu bà là cũng cầu chân đó.
cầu sao cho được tiền của, cầu sao cho được mà sức khỏe, cầu sao cho được gia đình im ấm. Mà giả sử như ai lên trên mà cầu cũng được chứ thì sao cô bác? Trời ơi, người ta sống trong cảnh hạnh phúc thái bình chứ không có, nhưng mà ngăn cách có được đâu, tùy theo cái phước duyên của mình nữa. Ví dụ như bà chú xứ bà là cái người chính trực phải không, thì khi cái người ác lại cầu bà có ban được không cô bác? Bà có ban phước cho người ác được không? Đâu ban phước cho nó mà thuận lợi cái nữa nó còn hại biết nhiêu người nữa, phải không? Thành ra bà đâu có ban được, phải không? Còn mình mà cái người đàng hoàng chân chánh có nhân đức rồi đó, mình có phước phù trừ rồi đó, bà có hại được không? Sao hại được đâu cô, đâu có hại được. Bà chỉ trợ duyên thôi, có thể là nếu như được á, thì bà chỉ trợ duyên thôi. Ví dụ như cái phước duyên của mình được khoảng chừng 5-6, bà gán cho mình được 6-7 cho nó thuận duyên. Ví dụ như mình chạy chiếc xe đạp đi đó cô bác ơi, đi cái đường nó đạp sức mồ hôi chứ, thì có thể bây giờ bà thổi luồng gió để cho mình mà xuôi gió chạy nó đỡ đỡ được chút xíu, đó là giúp đỡ đó cô bác. Thì mình tưởng tượng nó vậy chứ sao mà thay đổi được cái số mạng người ta, đâu có thay đổi số mạng người ta được, chỉ là giúp đỡ thôi. Ngay cả bậc Bồ Tát Phật đó cô bác ơi, Phật chứ Bồ Tát đó mà còn chịu thua đó cái nhân duyên của người ta là không có được đó cô bác, không có cách nào mà đi cải cái mệnh ta được chứ á, không mà tùy cái nhân duyên mỗi người. Bởi vì mỗi buổi sáng ông Phật đó cô bác ơi, ông quán nhân duyên sinh khởi đó, không ông sáng đó, ông Phật á, ông ngồi ông coi bữa nay ai có duyên với ông để ông mới giúp được, có cái nhân duyên. Có nghĩa là cái người nào có thể đi xuôi hướng cho ổng thì ổng mới thổi gió được, còn đi ngược hướng của ổng thổi gió cho người ta còn bật ngược nữa, còn chữ bới nữa, không có nói đúng nhân duyên mới được. Còn nếu không thì thua Bồ Tát cũng thua, mình hết phước hết đức mình làm chuyện tàn ác không, mình vô chùa mình cầu sao mình cho con có nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc, mùa mai bán đất vậy của ai mà giúp đỡ người đó, chỉ có bọn ác giúp, bọn ác thì giúp thiệt nha. Giống như cái dạo mà cho gia nặng lãi nó không sợ cho nó giúp cho hả, nhưng mà nhặt cái hậu sau đó mới ghê cái hậu có cái bọn mà cho gia nặng lãi cô bác biết rồi là chết lớn đó, còn cái người đàng hoàng ai dám cho cô bác mà làm ăn là tao nói nợ chùm đầu cho, là cái người bình thường ai dám cho cô bác mượn nữa mượn nó còn làm thêm nữa, phải không? Còn cái bọn sao đen thì nó đâu sợ mượn đi không được là tao giết mày đó, thì bắt buộc là nó phải ưu tiên trả cho sáu người đang trước, phải không? Bởi vì ông Phật đó khi mà ông muốn độ cho người ta có quá ơn, ông coi cái người này cái nhân duyên ra sao mới dám độ chứ đâu phải độ đại đi là chết luôn đâu được. Bởi vì Phật mà ông thua đó, bởi vì nhiều người mình thấy mê tín quá của quá ơn, làm không dám hé môi đó. Lỡ mà trong nhà mà có người mà nói, mà lỡ mình nói lỡ miệng chút xíu nghe là chữ tan nát chứ đổi thừa hồi nữa. Bữa hôm tao mới làm ăn vừa mới khai trương mở miệng nói cho người ta quở qua, thấy không đó. Rồi bây giờ làm ăn thất bát đó, vừa lòng vừa dạ bây chưa, tụi bay cuốn gối ra nhà khỏi nhà đó hết nhiều người cô bác ơi, mình nghe mới tính gì đó, những cái chuyện đó thì có thật đó nha cô bác. Cái chuyện đó là cô bác sẽ thấy gần gần là trong nhà con người thì mê tín, còn có người thì tránh trực, thành ra cái người tin người không. Nhưng mà thôi cô bác ơi, mê tín thì nhiều khi nó cũng có cái hay, có nghĩa là mình không có dám làm mấy cái điều sai quấy cô bác. Nhưng mà nhiều khi nó hút, mê tín quá thành ra nó hút cô bác ơi. Cái gì mình cũng u mê chứ, nhiều người u mê cho nó, mình làm cho nó quá đi rồi thành ra mình sống không có đúng với cái bản thân của mình. Cái gì mình cũng sợ hơi sợ chứ mấy, mình làm hết mình đi, có phước đức phù trì mình làm cái điều phải, và có phước đức phù trì đâu có sợ gì, chỉ sợ mình làm cái chuyện ác không. Cái chuyện ác không đó, cũng như mình thiếu nợ không đó, rồi lúc nào cũng phải sợ người ta mà lại người ta đòi nợ, phải không cô bác? Còn mình mà làm ra tiền không đó thì đâu có sợ người ta lại đòi nợ, có chăng là người ta lại mượn tiền mình nhiều khi mình có tiền lời, không giả sử vậy đó. Tiền lời có nghĩa là người ta lại mượn mình giúp đỡ này nọ gì đó thì mình có phước đó cô á, thì cái đó là tiền lời đó, không giả sử vậy đó nghe. Nói gì chứ đừng có cho dai, cho dai thì không tốt.
Gian lộn chú coi. Sao cái thiên lý. Trời ơi, thiên lý có bông nè cô bác ơi, hoa thiên lý nè. Có bông rồi nè, không biết cái máy quay mình còn quay không. Để gỡ cái máy quay coi còn quay không nha. Lâu lâu rồi đó. Cái này nó thiệt quá, nó ở trên đầu của mình đó. Không có tin tưởng được cái chiếc mặt. Đâu mà. Rồi, con quay. Con lại. Cái gì mình không thấy rồi. Nó hồi hộp là cũng giống như con ma cô bác ơi. Con ma không ai thấy nó trơn, thành ra người ta sợ. Ví dụ như con ma mà nó nhăn nhãn ngoài đường hoài chắc không mấy ai sợ đâu. Dù cái người cái gương mặt xấu xa tới đâu á, cô bác gặp mấy cái người bị phỏng rồi ha, xấu quắc gì đó, nhưng mà ngặt cái cô bác gặp hoài cũng bình thường. Nhưng mà ngặt cái có con ma không biết xấu đẹp gì nè mà mình không có gặp, nhưng mình sợ hoài. Khổ vậy. Nằm mua gừng găm cái bụi này, bữa hôm mình chặt rồi nè, mà nó chưa xẹp xuống, nó còn sống nữa thôi. Tựa lưa tùm lum chứ, hồi thiên lý bông nhóc chơi nè. Hái vô ăn mì luôn. Sáng mời hái vô ăn mì cho bỏ ghét đi. Bông nhóc chơi nè. Định cuốn cái vàng này bỏ, còn có bông nữa. Kiếm cái chỗ trồng lên. Thiên lý nè. Trồng lấy giống lên mới được, để mất giống. Nhiều cô bác cũng xin nữa, mà không phải mình ích kỷ đâu cô bác ơi, tại cái chỗ của mình không có mình không muốn đón tiếp người này người kia, thành ra nhiều cô bác xin á, chứ mình không cho các cô bác nói mình ích kỷ, nhưng mà thiệt sự mình không có muốn bận rộn. Chứ không phải là ích kỷ. Đón cô bác tới rồi tùm lum mệt chết luôn. Chỗ cho nó yên tĩnh. Cô bác này tới rồi, mai mốt cô bác kia tới nữa, cái cô bác khác tới nữa là cái chỗ yên tĩnh hết yên tĩnh. Cũng giống như cái chuyện mà đạo sĩ A Mai vậy đó cô. Cô bác cái fan ruột nó biết cái câu chuyện đạo sĩ A Mai trong cái series Liên Điện. Cái giác tộc của nó nóng hả, họ có con chuột, con chuột không nuôi con mèo đó. Có con mèo cái bắt đầu ông mới nuôi con bò. Bò để chắc sữa cho con mèo uống đó. Bò rồi bắt đầu nuôi tên một đồng, tên một đồng để nó nuôi con bò, phải không cô bác? Rồi tên một đồng nó lớn lên rồi nó đầu vợ, rồi bắt đầu nuôi thêm con vợ của nó nữa. Rồi từ khi nó có vợ rồi nó lầu cái đứa nhỏ nữa. Trời ơi, thành ra cái chuyện đáng lẽ là nó im xuôi đó cô bác ơi, nó có sao cứ vậy đi. Không chịu thêm chút nhà nó bận rộn. Thôi cái chỗ của mình nó yên tĩnh thì nó đỡ quá. Bữa nay đón người, mình nói đón người là thôi. Ngạc cái mời mốt người kia thấy diễn cũng tới nữa, thêm người nữa là hai người, bố thêm người nữa, chúng thịt nhưng đạo sĩ A Mai vậy đó. Giả sử vậy, nó bằng gọn. Còn nhiều khi á, mà mỗi người mỗi tính cô bác ơi, có nhiều cô bác là thích vui, không thích ham vui, có nghĩa là thích thiết, thích là có nhiều người lợi nhà chơi gì nó vui vẻ. Còn cái cảnh của mình ở đây là cái cảnh mình muốn yên tĩnh, mà thành ra nó khác. Nó quen rồi, cái dạng mà giống như bị tự kỷ vậy đó. Nó quen rồi, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà. Vậy thế giới nó mới đa màu sắc hết cô bác. Chứ mình cũng bắt cô bác cũng ít tiếp khách như mình thì sao được. Hoặc là cô bác nói mình phải khách đông nó mới vui, giả sử vậy đó. Nhưng mà đâu có ai giống ai. Ôi, ông Đức Thầy nói gì trên đời nhiều hãng khác nhau đó, không ai giống ai chứ á. Một người mỗi ý gì đó. Vậy thì thế giới nó mới đa màu sắc. Nhiều khi cô bác vô cái quán cái tiệm gì đó nha, mình thấy nhiều cô bác cũng mắc cười đó. Vô cái quán cái tiệm đó, trời ơi đồ ăn nó nấu lặt nhách vậy mà không biết sao. Vậy mà khách cũng ủng. Đồ ăn nấu lặt nhách thật nhiều à. Vậy mà cũng 4 sao 5 sao rồi vô ăn đồ không được chứ. Nhưng mà ngặt cái nhiều hãng khác nhau cô bác ơi. Tại vì mình ăn mặn á, ăn nó mặn quen rồi, rồi vô cái quán người ta ăn dừa thì mình lại thấy lạc nhắc. Mà cái người mà chuyên mà ăn lạc rồi đó cô bác ơi, vô mấy cái quán người ta ăn dừa đó. Chứ mấy quán nó ăn dừa đó. Nó khổ tâm vậy đó, tại mình không có hiểu. Mình chê khen nhiều cửa. Tại vì mình đi theo mấy cái đò hành hương á cô bác ơi, không phải mình chê xấu người ta.
nhưng mà nhiều quá hơi 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 quê thiệt á. Cái đi cái gì vô khách sạn cũng chê khách sạn, vô mấy cái quán ăn người ta cũng cái dạng cũng khá sang đó cô bác, nhưng mình cũng chê nữa. Cái gì cũng chê tại mình không hiểu cái nhân viên. Nhiều khi đối với người ta như vậy đó là tốt đó, nhưng mà đối với mình vậy là xấu. Ví dụ như nhiều khi đi mấy cái rau muống rồi nè cô bác ơi, vô mấy cái nhà hàng rau muống người ta ở trên phố rồi, nhiều khi rau muống người ta quý đó, chứ đâu phải như ở quê của mình ăn một lần cả ký đâu, ở trên người ta 100-200 gram không. Cái cô bác nhiều khi vô mấy chỗ đó nó hồi ơi, rau muống ở chỗ tôi mà ăn một lần một nạm nạm cái này có 2-3 cọng mà ăn gì mà nó làm sao mà nó mặn chát ăn được chứ. Chơi cái hàng đủ thứ vậy. Gì nó cũng có cái nhân viên nó hết. Sao mà hòa hợp là sống được. Hòa hợp với nhau là sống, hòa hợp chứ không phải bị đồng hóa nha cô bác. Hòa hợp là khác nha, đồng hóa là khác. Đồng hóa giỡn nha, có nghĩa là bị đồng hóa có nghĩa là mình thấy người ta ăn mặn cái mình cũng chạy theo ăn mặn. Cái thấy người ta ăn mà cái gì lạc lạc ăn mới ngon thì mình cũng chạy theo ăn lạc. Ví dụ thấy người ta uống bia mình không biết uống bia cũng bắt chước uống bia theo để cho nó hợp gu hoặc là nó hợp cái thời điểm nó có cái đó là bị người ta đồng hóa rồi phải không. Ví dụ như mình ở đây yên tĩnh quen rồi cái cô bác nói trời ơi cái chỗ này phải có người tới lui nó vui không, tới lui trò chuyện cái bắt đầu mình cũng nghe lời cô bác. Người này người kia tới lui cho nó vui, cái đó là mình bị cô bác đồng quá rồi đó phải không. Hòa hợp khác, đồng quá khác. Hòa hợp là lợi cái chỗ cô bác, thấy thấy cô bác mà đón khách rồi ngấp trơn á cái vui vui thì cái đó thì mình cũng mỉm cười vui vẻ, tại mỗi người mỗi ý. Nhưng mà về cái chỗ mình á là mình lại không có đón khách không ạ. Cái đó là hòa hợp lợi cô bác, mình cũng không dám chê cô bác, không có chê cô bác. Tại chỗ đó cái phong tục vậy thôi không. Rồi cô bác cũng vậy nữa, cô bác hòa hợp á là nhà cô bác đón khách ấy vậy đó, nhưng mà lại nhà mình không đón khách thì cô bác cũng chê khen là cô bác không có hòa hợp rồi không. Mà giả sử như cô bác thấy cái chỗ mình á mà vắng vẻ vậy nè, cái cô bác cũng thích vậy cái mơi mốt cô bác cũng vắng vẻ theo. Nhiều khi bạn bè nó mất tình mất nghĩa không biết hiện tại đó giờ mình khác, bây giờ tự nhiên đổi ngang chỉ là bị đồng quá đó. Đừng ai cũng có cái nét riêng hết hả cô, ai cũng có cái nét riêng chứ, chỉ sợ người ta mình bị người ta đồng quá giống như là Trung Quốc đô hộ Việt Nam mình cả ngàn năm đó cô á. Thành ra cái nhiều cái phong tục của người Trung Quốc đó là cái người Việt Nam của mình bị đồng hóa đó cô á. Đồng hóa theo có nghĩa là người ta làm riết rồi cái người Việt Nam của mình á bị đô hộ lâu ngày giống như là nó thành thói quen luôn rồi. Ví dụ như cái người á mà không có ăn ớt thôi cô bác ơi, nhưng mà về làm dâu cái nhà mà ăn ớt đó cô á, lâu ngày chế biến đồ ăn mà có ớt cay cay riết rồi từ từ quen ăn ớt luôn. Cái đó là bị đồng hóa đó. Nhưng mà đồng hóa là bao gồm những cái tốt và những cái xấu. Không có chừng bị đồng hóa cái xấu đó. Nhiều người đó, cô bác ơi, ngày xưa mà ta nói không có biết cơ mà uống rượu uống chè chứ. Nhưng mà ngặt cái là làm xui da với cái ông kia đó, cô bác ơi. Làm xui da với ông kia, cái này là có thật nha. Làm xui da ông kia cái từ từ uống rượu dữ dội luôn. Và có những cái đứa sinh viên, nhất là sinh viên á, cô bác ơi, mình nói xấu thì tỉnh chết luôn. Mấy đứa sinh viên á ở quê nó hiền khô. Nó không biết chăng á, nó hiền khô luôn á cô bác, hầu nhìn khờ hết. Nhưng mà từ khi mà nó xa nhà, nó sống cuộc sống sinh viên ở nhà trọ với bạn bè nó rồi đó cô bác ơi, bạn bè nó uống bia nó cũng uống bia, nhất là mấy sinh viên nữ rồi nha. Đi chơi bời mặc mấy cái quần xà lỏn không đó thì cũng bắt chước. Nó cô bác là bị đồng quá, bị người ta đồng quá mất cái nét riêng của mình rồi không. Đánh mất chính mình rồi. Tại vì mấy cái đó là mấy cái xấu. Mấy xấu không phải mấy cái tốt. Mà ngặt cái bị người ta đồng quá những cái tốt á. Ví dụ như là ra ngoài đời là phải lanh lẹ, cởi mở, giao thiệp với bạn bè hay không? Giả sử vậy, cái đó là những cái bị người ta đồng quá cho mình tốt theo. Nhưng mà có những cái nó xấu của bác ơi. Mình theo người ta những cái xấu nữa. Thấy không? Phải lựa chọn thôi đó. Bởi vì nó nguy hiểm, bởi vì nhớ có cái câu mà đọc tới đọc luôn 800 lần rồi đó cô á, thấy không? Con chọt, con cò mà nó chơi chung với con quạ lâu ngày, tuy cái màu lông của nó còn trắng đó cô á,
Nhưng mà cái bộ lòng của nó bắt đầu đã đen rồi. Cái câu cũ, cái câu của Miến Điện nó có thôi, gần người thợ săn á là sẽ biết đặt bẫy, gần ngư dân á thì sẽ biết đánh bắt cá, có hoặc là biết đánh lưới, còn ngạn ngữ của Lào hay gì đó. Bị đồng quá đó cô, nhìn nó thấy gì chứ nó cũng nguy hiểm lắm nha. Ví dụ như cô bác là cái phanh ruột của mình, nhiều khi mình coi những cái video gì nó đơn giản, nó thoải mái gần chết. Nó đơn giản là thôi cô bác ơi, nó không có cái gì mà sâu xa, cái gì cần phải suy nghĩ cho nó mệt óc, cho giải trí thôi. Không cần nhiều, nó câu giải trí cho có cái câu thôi, chứ nhiều khi ở không nó cũng buồn. Không, cô bác mình giả thử mình có cái video nào để mình coi giải trí thôi. Nhưng mà ngặt cái lỡ mình lạc vào những cái video mà nó nói về cái chuyện ma quỷ, cái chuyện cái trời đó, cái chuyện mà nó làm cho người ta u mê đó, cô bác ơi, mình coi giết rồi, mình bị nhiễm cái đó rồi, chết lắm, thấy không, nó nguy hiểm đó, cái đó nó đưa mình vào cái cõi ma quỷ không, không có, nó bởi vì cái chắc đó, đáng lẽ là cái của mình thư giãn là cô bác ơi, giải trí xong rồi thôi, nhưng mà ngặt cái đó nó đâu có thâu đâu, nó ăn sâu vào tiềm thức của mình. Nó nguy hiểm dữ lắm, nó có cái hệ lụy về sau. Giờ này cũng gần vô được rồi đó, chuẩn bị cơm nước rồi nữa, rồi lo tắm rửa cho con cái nữa. Nói ngồi cửa chữ cái gì chứ, cô bác có gia đình là giấc này là vô chuẩn bị đi rước con đi học về nè. Không, nhiều khi á con vợ giấc này nó chửi bới nó, ừ làm gì mà không biết giờ giấc rồi chứ, con giấc này đang ở ngoài trường mà đợi con á, đây mà làm cha đâu vô trách nhiệm chứ, tôi ở không đâu mà tôi rước hoài. Bởi vì có vợ con nhiều khi nó cũng khổ vậy đó nha, mà không có nhiều khi nó cũng khỏe khỏe được gì nè, được ngày mất kia. Lợi hại nha. Giấc này mình làm ở đây thì thoải mái đó, giấc này muốn vô vô đó nha. Khỏi khỏi dòm dòm trong nhà, không biết nãy giờ nó có sỉ giả như mình không. Quá cười đứt đúng, anh xui đủ thứ. Vừa ăn xong cái cây này nữa coi cho nó trống trải đẹp đẽ coi, trà đẹp gái, cái xoài này bông quá sao bông ha. Mình lo bên cao đi biển bên này, nó mấy cò nó về ngủ rồi đó cô á, nó đậu trên cái dừa đó. Mà cái dừa trống quá cái này nó, ồ chắc này nhìn qua cái dừa bên kia đẹp quá ha, ý là mình mới dọn con bên đó cô á, còn bên kia mình chưa dọn đó. Mình dọn xong cái mép bên kia nó đẹp. Con tu hú, tu hú nó kêu bìm đẹp kêu nước lớn anh ơi, buôn bán không lời mà chèo trống mỏi tay. Bìm bìm kêu đó, người ta nói là con bìm bìm kêu á là nó kêu cái giác mà thấy nước lớn nó kêu đó cô bác. Nhưng mà ở đây á mình để ý rồi cô bác ơi, nó kêu gì đâu mà kêu suốt ngày luôn, có khi nào kêu nước lớn ròng á, nhưng mà ta đổi thừa. Mà dù cho con bìm bìm nó kêu hay không thì nước vẫn lớn vẫn ròng hết cô bác. Nó chỉ báo hiệu thôi. Bìm bìm đó, bìm bìm là con chim mà nó bự hơn con cu á cô bác, mà cái lông nó dài dài nha, cái đuôi nó cũng dài, nó bự cả bằng con bồ câu á, mà cái mình nó đen, trên lưng á thì nó vàng, nó hình như có người ta kêu bằng con chim thầy chùa nó hay gì đó, tại vì nó có cái cánh màu vàng đó của cái con bìm bẹp đó, là nó ở đây mình nhiều lắm, nhưng mà lâu lâu cũng thấy người ta đi túc bìm bẹp đấy nhất chứ. Bây giờ con gì cũng bị bắt hết trơn á cô bác ơi. Bây giờ con người của mình mà đi lớn lớn ra đường cũng bị bắt nữa, chứ đừng nói con chim con cò. Mà có mình ở trong, ngày xưa còn ăn mặn là mình cũng bắt nữa nè, chứ ai cũng ác đầy mình nữa, chứ tốt lành thì nó nói gì để cô bác đừng chửi. Rồi cô bác nói nó nói xấu mình không à. Nó ăn được mấy miếng đậu hũ thì nói xấu mình không à, thì tại nó hồi đó nó cũng ác như y như cô bác chung thường chứ đâu. Đó mình cũng bắt bắn đủ thứ con chứ, bây giờ mới ngưng lại thôi. Mà ngưng lại mới thấy sự lợi hại của bác thôi. Bây giờ cho mình bắt một con chim con cu gì đó, con 100 ngàn 200 ngàn 500 ngàn mình cũng bắt.
Bây giờ biết sợ rồi. Biết sợ là biết sự nguy hiểm, thấy không? Gây quán thù đó quá thôi. Bây giờ biết sợ rồi. Giờ mướn nhiều cũng không bắt. Còn ở đó nhiều khi bắn chơi, giết chơi vậy đó. Là nó vui vậy chứ không có không có tiền bạc rồi chứ. Chơi vui, vui trên cái mạng sống của tao mà vui. Vậy đó. Ở gì? Con người tàn ác biết nhiêu không? Có mình nữa đó. Tại mình làm nè chứ ai làm đâu. Nhiều khi giết người ta mà vui, ai cũng muốn sống cho không cô á. Nói ngồi cô bắt chữ nữa. Nó thiệt chứ ai cũng muốn sống cho của con kiến con ấy gì con nào cũng muốn sống chứ. Nó gặp mình muốn giết nó chạy ra nó cong đuôi chứ. Nhưng mà ngặt cái mình ỷ mình mạnh mình khỏe mình ấy mình muốn giết nó chứ có con nào muốn chết đâu. Cô bác thử tưởng tượng cô bác mà rượt con gà mà để mà bằng thịt cắt cổ coi cô bác. Nó chạy ra nó chạy cong đuôi luôn đó con gà đó con vịt đó. Con nào nó cũng sợ chứ. Nhưng mà ngặt cái mình thèm thịt nó mình muốn ăn đâu. Chứ con nào nó cũng sợ chứ không biết sợ cô bác. Không phải biết sợ đâu, không sợ dữ lắm. Nếu mình suy nghĩ kỹ mình gác cái đầu gối lên cán, mình suy nghĩ cho cô bác. Nhiều khi mình thấy cũng hãi hùng lắm. Con gà con vịt nó kêu thảm thiết lắm cô bác. Cái giác mà nó sắp bị giết nó kêu thảm thiết dữ lắm đó. Ôi mình tưởng tượng mình bị người ta đè xuống cô bác. Cái người ta lấy cái dao người ta cứa cái cằn cổ của mình đó cô bác. Mình tưởng tượng gì đó. Cô bác thấy hãi hùng không? Hãi hùng đó. Mình phân tích nó thiệt chứ quá. Cái fan của mình nó được có một số ăn chay mình cũng mừng hết sức luôn. Nhiều khi mình phân tích cái cô bác thấy cũng ngán ngẩm hơn cũng ghê ha. Người ta đưa cái dao vô cái cằn cổ của mình đó cô. Người ta cứa trời ơi mà cứa cà chặt cà ruột mà cứa cô bác có chết liền đâu. Cứa người ta hứng máu mà trong khi cô bác còn biết phải không đâu có chết liền. Phải người ta chặt cái đầu mình liền cái một á thì có thể mình chết nha. Nhưng mà ngặt cái ta cứa ngang cằn cổ, cứa cái động mạch chủ của cô bác ngay cằn cổ đó. Máu nó thịt ra chắc đó cô bác dãy dụa. Người ta đạp cứng cô bác lại. Ôi, tưởng tượng đó mình từng làm mấy cái đó đó. Thiệt cô bác. Nói vậy để cô bác đừng chửi. Là có mình ở trong đó. Chứ mình không có đâu, mình ở trong đó. Nhưng mà giờ suy nghĩ là thấy nó ghê quá cô bác ơi. Thấy ghê quá à. Mấy cái vụ mà đập đầu cá này nọ gì đó cô bác. Bởi vì bây giờ ai cho đồ sống hay gì đó. Là mình đem thả xuống ao chứ hay chửi bới gì gắn chịu. Còn ai muốn cho đồ chết. Tại nhà mình có hai người ăn mặn. Thành ra là cho đồ chết thì mình chế biến. Còn cho đồ sống nó thiệt cô bác mình thả chứ. Ai nghe buồn giận gắn gì thì gắn chịu. Còn cho đồ chết là mình mới sử dụng. Còn cho đồ sống mình thả chứ. Hoặc là mình không nhận. Bữa hổm có đứa cháu nó đem hai con cá lóc. Nhất biết không có nhận cô bác ơi chắc nó cũng buồn. Nhưng mà ngặt nó khó xử lắm cô bác ơi. Là nó cũng khổ tâm lắm. Mình biết cái cảnh đó, mình nghĩ cái cảnh đó cô bác ơi nở lòng nở xuống tay. Cô bác thử tưởng tượng liên hệ chính mình là cái nhân vật mà bị hại trong cái câu chuyện. Cô bác thấy khủng khiếp không? Ví dụ như cô bác coi phim mà cô bác nhặt tâm á, mình là cái nhân vật chính đó, đang bị người ta chi đuổi hoặc là đang gặp ma mà giữa rừng có mình ên mà đẹp mắt đi mân hôm, cô bác phải nhập vai vô trong cô bác mới coi phim nó mới hấp dẫn không. Thì những cái chuyện mà giết chóc nữa cô bác ơi, cô bác cũng nhập vai là cái người bị hại không. Là cô bác nhập vai là con cá đó cô bác ơi. Mình đang lóc lóc ở trên cái thớt á mà người ta đang chuẩn bị lấy cái dao người ta đập đầu mình cô bác. Để lấy dao người ta đập đầu mình đó mà đập đầu một cái mình dễ tê tê mà chưa chắc mình chết nữa. Rồi cô bác nghĩ sao? Thôi ôi hết hồn hết vía mà xong rồi chắc là mình lóc giết ở xuống sông để mình sống. mà cô bác có lóc được không? Trời ơi cô bác thấy cái cảnh đó là hải hùng khủng khiếp rồi đó. Nhưng mà làm sao trốn được đây? Không có trốn được. Biết chết rồi cái chết nó kề cận với bên mình rồi mà ngặt cái quá đau đớn rồi. Đập cái đầu mình một cái bóp. Trời ơi cô bác thử tưởng tượng rồi người ta lấy cái thanh sắt mà đập vô đầu một cái bóp. Nó quá hải hùng dữ lắm đó. Bởi vì đâu khi mình suy nghĩ tới mấy cái cảnh đó cô bác ơi mới ăn chay được. Giờ suy nghĩ tới mấy cái cảnh đó nhiều khi mình đang thèm cái món gì đó cô bác ơi thì mình cũng đỡ thèm, phải không? Mình thấy cái cảnh mà để giết nó vậy để có cái món ăn nhiều khi mình cũng đỡ thèm, phải không? Chứ nhiều khi nó thiệt cô bác ơi, gặp con cá chiên nó bóc lên cái mùi cũng thơm chứ, phải không? Gặp cục thịt nấu cháo này nọ gì nó cũng thơm nó cũng ngon. Nhưng mà mình nghĩ tới cái cảnh mà người ta
đánh đập nó gì đó, giết chóc, cắt cổ, mổ thịt gì đó, nó đau đớn nó dãy dụa, nó chạy không được gì đó, quá ôi nhìn cái tội nghiệp quá à. Thôi tuy ngon đó nhưng mà nỡ lòng nào ăn cái thịt, lòng nào ăn thịt không. Chứ nhiều khi có thử tưởng tượng là miếng thịt gà, thịt vịt gì đó, nhiều khi thịt gà quay hoặc là miếng cái con vịt mà nấu cháo hay gì đó mở ra cái nó không phức không. Nhưng mình nghĩ tới cái cảnh hồi người ta đạp cái giò nó xuống nè, thấy không, rồi đạp hai cái cánh nó xuống nè, là hai cái giò nè, thấy không, cái giò thì đạp cái chân của nó, còn cái giò thì đạp chéo hai cái cánh nè, thấy không, còn cái tai thì vịn cái đầu của nó, bắt đầu nhổ lông. Nhổ lông hồi ơi, mình là cái người mà bị giết á cô bác ơi, người ta ngửa cằn cổ mình ra nè, bắt đầu người ta mới tìm cái chỗ nào mà dễ cắt cổ của mình á, người ta cắt đó, không cô bác là cái người bị đè ra, ví dụ như ông khổng lồ hay gì đó, hả, là cái bọn nào mà nó buông người đó, nó chuẩn bị nó giết mình đó để nó lấy nội tạng đó, nó đè xuống mà nó cứa cằn cổ của mình, cô bác thấy hại hùng. Mình là cái nhân vật mà bị hại đó cô bác ơi, cô bác thấy khủng khiếp không. Nếu như mình thấy cái cảnh đó nó khủng khiếp quá cô bác ơi thì thôi anh trai luôn, tại vì mình giết nó cũng tương tự vậy đó. Mình giết nó là tương tự vậy đó, trang vậy đó chứ tương tự gì. Nó cũng sợ lắm, nhất là mấy con nhái con ếch cô bác giết nó đi, lấy cái tay nó đỡ ghê lắm. Ghê vậy mà hồi đó cô bác ơi, hồi đó mình làm tuốt vậy, hồi đó mình làm đủ thứ gì mà không dám làm, tại vì hồi đó không có biết. Rồi đó cũng giống như là mất trí vậy đó cô ơi. Chứ bây giờ cho như tiền cũng làm, phải không? Mà còn giúp ngược với nó nữa. Hồi nãy gặp hai con mèo trong nhà, nó rửa con rắn mối của bác ơi, nó rửa thằng trước à. Mình nha chạm cái sọt chút xíu nó tha con rắn mối, hồi đủ máu me đây mình. Dòng con mèo ở nhà mình cho ăn đầy đủ rồi, rồi nhặt cái nó gặp con rắn mối là nó tha chơi vậy đó, nó tha nó cắn ăn thịt chơi vậy đó. Nó ăn cái kiểu này ăn thêm cũng giống như mình xong hai bữa cơm rồi đó cô bác ơi, mà mình còn đập con chó, đập con mèo hoặc là đập con gà ăn vịt ra nhậu chơi nữa, cái đó là làm ăn thêm đó nghe. Không ăn thêm đó chứ không phải vì mình đói thì cái đó tội nặng đó. Tại vì nó không có trong cái nhu cầu của mình, thấy không, cái nhu cầu của mình vì đói á, mình bắt buộc phải ăn nó thì nó đỡ vì cái mạng sống của mình, nhưng mà ngặt cái này ăn chơi ăn thêm ăn chơi thì nó lại khác nha, cái nó tội nặng lắm mà. Đem cái sinh mạng ra để mà làm trò giải trí đó, thấy không. Thì thành ra thấy hai con mèo nó làm cái sột, ôi ôi nó bắt được con rắn mối, mình chạy giết ra mình cứu con rắn mối, mà cứu không có kịp cô bác ơi, cắn máu me không rồi, bắt đầu rượt theo con mèo nó có cục mồi mà cô bác, nó dễ gì nó ngừng lại mình rượt, chạy công đuôi nãy rượt nó một chập đó mới bắt được con rắn mối đó. Mà mai thả ra rắn mối không sao, nó mới gãy cái giò. Nó chạy nguyên cái giò, nó chảy máu quá xá luôn, nó cắp ngang cái eo con rắn mối, nó chạy rượt từ tuốt mà sang, nó chạy đảo thôi. chạy vô nhà nó lo như tủ rồi, như tủ mới chụp được đó. Rồi mai giờ cũng còn sống, cũng cứu được mạng, cũng hên xui nha, cũng giết đó. Mà con mèo thì nó giết em vô thức, có nghĩa là nó vì cái miếng ăn nó thôi, nó thấy con đó là con mồi của nó làm ăn thôi. Còn con người của mình là có ý thức được rồi. Còn con người của mình là có ý thức đó, thành ra là mình không có biện bác được nha. mình biết mình giết cái sinh mạng người ta. Còn con mèo nó đâu có biết, nó chỉ vì cái miếng ăn nó thôi, cái đó là cái cục mồi là cái miếng ăn của nó thôi. Còn mình biết đó cô ơi, mình biết cái đó là mình giết sinh mạng người ta đó. Mình biết, cũng giống như cái người điên á, người ta không có biết đó cô bác ơi, người ta có phạm tội á không thì pháp luật á người ta cũng khoan hồng, tại vì nó không biết nó điên. Bị thằng kính. Cái video này chắc bị dislike nhiều lắm. Không, cái người bị tâm thần á mà giết người á thì quan tòa ta xử là nó bị điên thì cũng không đến nổi cô bác ơi, cùng lắm nhốt nó vô nhà thương điên à, dù nó giết người đó nó cũng không đến nổi tội, tại nó không biết. Còn cái người bình thường á cô bác ơi, cái người biết á, thấy không, cái người không biết là đại diện như là con mèo con chó gì đó, thấy không, nó không biết, nó ăn trong vô thức. Còn cái người bình thường của mình là cái người biết nè cô, cái người biết đó, cái đó là cái sinh mạng đó. Mình giết cắt cổ lột da cái sinh mạng ta đó, cái sinh mạng đó, trong khi mình ăn được cái khác. Mình ăn cái khác mình khỏi giết người ta nè, mình có sự chọn lựa đó, có sự chọn lựa.
một bên là cái đồ ăn chay mình ăn mà khỏi giết người ta, một bên là mình khác giết người ta để mình ăn. Thì hai cái nó khác nhau, cái mình biết cái không biết, cái người bình thường với cái người bị tâm thần là cái khác nhau rồi đó. Nói chắc bị chữ tại vì mình có sự lựa chọn quá không, có sự lựa chọn. Còn cái con cái con mèo đó, thì nó ăn cái con rắn mối đó, là nó không biết, nó chỉ tưởng tượng cái đó là cái cục mồi của mình ăn, nó không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì có con người được gọi là cái động vật bậc cao đó quá, bậc động vật bậc cao có nghĩa là cái động vật mà biết tư duy, biết suy nghĩ. Những con khác thì nó cũng biết suy nghĩ, mà suy nghĩ nó có chút béo béo. Nó là động vật bậc thấp, khoa học gọi con người là động vật bậc cao. Mà nhặt cái mình bậc cao, mình phải làm cái gì cho nó đáng với cái bậc cao của nó quá. Chứ động mình bậc cao mà làm cái chuyện cũng giống như cái của bậc thấp thì nó kỳ quá. Kỳ quá. Nói cái đoạn này tế nhị với mày chữ dữ lắm. Lâu lâu rồi ta nói mấy cái video mà bị đít lại quá trời là mình biết là nói đụng chạm rồi đó. Thôi mà hên xui. Có sao nói vậy. Anh nói vậy vậy. Nói dối lòng sao nói được. Có sao nói vậy người ơi. Rồi tối hù rồi đó, trời sắp lặn rồi đó. Nó rất là vô nữa là vừa đó. Vô tắm rửa cho con bú nữa. Hồi ở cưa ngồi cái cây này nó chửi lũi luôn, mà tại mấy cái nhánh của nó ve ra ngoài. Cái nhánh này luôn. Nhiều khi làm rồi mê cô bác thôi, không làm thôi, làm thì mê, làm không muốn vô. Có cô bác nào giống vậy không ta? Làm cái không muốn vô thiệt cô bác. Nhiều khi làm nó hăng lên cái không muốn vô, cái vô nghỉ rồi cái trở ra làm nó làm biến, chẳng thà làm lạnh luôn. Bởi vì nhiều khi mình làm tới tối hoài vậy. Còn quay phim thì không có quay tối được cô. Bây giờ tranh thủ vô làm, nhiều khi mình làm tới 7-8 giờ tối là bình thường quá. Mở cái đèn của cái điện thoại lên làm luôn. Đèn pin nó, điện thoại có đèn pin làm luôn, tại nó hăng. Nó đang hăng rồi, đang sai rồi. Như cái làm biến, chẳng thà làm là làm luôn. Cái nhánh này quất luôn. Rồi. Vô nha. Rồi ôi quên, cái máy trên đầu quá, cái kiểu này quá coi. Nhiều khi trên đầu nó ngu lắm cô bác ơi. Nó không biết trời thăng rồi chứ. Nó có giống như cầm trên tay. Con dây này nãy cưa đứt luôn rồi. Treo lại cái bảng thôi. Cái bảng này treo có lệ thôi. Chứ người ta bắn thì vẫn bắn. Có nghĩa là mình làm hết mình thôi cô bác ơi, chứ làm sao mãi được. Làm hết mình là tới đâu tới. Còn giả sử như mình biết sợ người ta bắn vô bắn cò, mấy con cò thấy tội nghiệp á, mà mình không có treo bảng không ấy, là có nghĩa mình làm không hết mình rồi đó cô. Mình làm hết mình đi. Tới đâu tới, cái đó là ngoài khả năng mình rồi đó nghe. Đó. Bảng thì mình treo tùm lum chân để người ta đừng bắn, mà giả sử người ta vô bắn nữa thì cái đó ngoài khả năng của mình đâu. Mà mình biết vậy mà mình không có làm gì giúp nó hết trơn thì cái đó là nó ấy hả cô á. Còn cái này mình cố tình mình giúp nó dữ lắm rồi đó. Giúp nó dữ lắm rồi đó, giúp nó có chỗ ăn chỗ ở, rồi giúp nó đừng bị người ta bắn được, giả sử vậy đó. Rồi hết mình rồi đó nha. Tới đầu tới, quên lấy cái gửa vô để người ta lụm mắt. Mời chắc nữa cô bác ơi, chưa xong đâu đâu, còn nhiều lắm. Tại bên đó bữa hổm mình mới làm được con khúc à. Còn cái này là mình mới tỉa lại ra chứ từ chưa tỉa hết nè cô bác. Còn y nguyên này nè. Mới cò biểu coi, biểu ở đây coi, ở đây coi, nó gặp mình cầm gựa cầm cây cầm lưng nó cũng sợ. Đi mà còn lẻn lẻn biểu ơi.
Nãy giờ nó nằm đằng cái bụi cỏ nè. Đi tới đâu là đi theo tới đó lon ton vậy đó. Cũng có cái nhận viên với nó đó. Cánh đồng ở ngoài đẹp ghê hết quá. Nói sao đẹp luôn. Cái gì chứ không biết cái máy mình còn pin hay không. Ủa chắc là mình nghĩ đó là mình tháo xuống cho quá. Tháo xuống chứ. Để trên đầu chứ. Mời mốt gì đốn có bùn chuối này luôn. Ủa quên không có thấy cái này mà thật. Tháo cái miếng dưới cho. Còn cái miếng trước đâu. Ủa nó lại kia. Ôi còn pin quá coi. À, mình đổi trên đầu cái nó tắt màn hình nó cũng đỡ ha pin. Ôi ôi cái cảnh này đẹp ghê ha. Để mình nhích lên nhích xuống đây cho nó cá cánh mặt trời có xem nè. Đã ghê ha. Tuyệt vời. Cái quần chuối rồi quá. Quần chuối nó già. Rồi. Cỏ đã phát sơ rồi bây giờ nó lên nữa rồi đó. Cái này có mấy chém cỏ mới chịu nổi thôi. Rồi quay lại ở phía sau của mình nè. Cái này mình có thể làm cái hình nền được luôn. Ve ra chút xíu nữa quá. Hình nền đẹp lắm nè. Ve lại chút xíu nữa nha. Ồ, đã ghê chưa. Đẹp ghê chưa. Có cái bảng nó che hết đẹp rồi ha. Nó khuất cái bảng nó đẹp. Gì đi. Đi dỡ cái bảng lên nha. Dỡ cái bảng rồi đứt luôn rồi. Ngồi lại đứt luôn đi. Quay này để nữa lấy cái hình nền gì là đẹp lắm rồi cô á. Qua đây chút xíu rồi. Đó, chiều đồng quê. 1, 2, 3 bóp rồi của các bạn ơi đứt sợi dây luôn rồi đứt dây chuông luôn rồi chắc này cầm máy rồi sao mà buộc được đây không biết tôi gắn đỡ lên đầu cái này cửa hơn buộc cái sợi dây này được sao mà buộc nó nhít nhẹ chút đi không có gắn cực cũng tại cái tội nhiều chuyện mà cá. Cái cây dừa này được rồi, được mấy buồn, trái đẹp lắm. Trái nó đỏ cháy. Nó lửa hết rồi. Mình hái ăn thịt hết rồi. Rồi. Rồi đó, này vô. Cái cưa thì bỏ đây đi. Mai mốt cưa nữa. Hỏi thêm vô. Một hai cái dừa vô. Đem cái gừa vô. Lần ôm một hai trái, ôm một hai trái, ôm dưới cũng hết. Ôm hai trái đi. Sẵn tiện ôm luôn. Ôm gì nè. Giống ôm con quá. Giờ tới chuẩn bị tắt ao nữa. Tắt ao để trồng ấy nè. Để trồng ống súng nữa. Lu bu công chuyện nữa rồi. Rồi lấy ngắn nuôi dài tranh thủ tắt ao để tắt ao xong cái trồng xuống là cũng như rảnh nữa rồi. Thì cái vườn của mình tương đối ở đây vậy là cũng tạm rồi đó. Rồi còn mấy cái nhánh này để mình chặt mấy nhánh này có bác hơi nó sụ rồi. Ba trái ôm vô cái dừa nó nhỏ nhỏ chứ cái gáo nó to. Rồi cô bác để ý cái trái dừa nào mà nó tròn ha, cái gáo nó to
cái trái dừa mà nó dài sọc đó ha, cái gáo nhỏ xíu à. Cái này dừa nó tròn ẩm nè ha, và cái gáo nó to nè cô, cái dừa dài dài cái gáo nó nè. Nhìn mấy cái xoài mắt thèm ha, và hai trái về ăn cũng ngon. Thì thái thì nó không có chua không. Sao đó đã bấm ngừng rồi đó. Nó rất là kẹt lu bu trên mấy cái dừa. Lỡ tới nhà luôn nha. Trồng mấy cây bơ mà cây chết cây sống. Ở đây còn cây bơ. Bơ cũng không trồng. Bị khuất rồi nè cô. Bơ đây cây rồi, dài dài kia mấy cây nè. Ở đây cây nữa nè. Đây cây bơ nữa nè. Này là cái vườn chuối cao của mình trồng nè. Bây giờ có buồn có ấy tùm lum, mà nói chung là có thu hoạch lai gai đó cô, có sức người sỏi đá cũng thành cơm ha. Cho khỏi tát cái ao nè, mà trước khi tát cái ao này là mình phải xử lý cái cây mít nè, cây mít khổng lồ để cưa máy là cưa nè, không có chỗ đặt máy nè. Rồi, bỏ con dừa đây đi, từ từ di chuyển ra chỗ lột sao. Rồi đó, thấy cái ánh chiều tà nó đổ xuống đẹp hết sức. Ở trên là dừa. Ở đây quá yên tĩnh đó cô bác. Giác này mấy con chim nó kêu sùm cho cô bác nghe không ta. Kêu sùm ở ngoài này luôn. Cô nhảy lên con ở trên, ôi nhóc hết trơn luôn kìa cô bác ơi, chiều nay nó mở hội hay gì nhảy nhà con ở trên kìa. Cô bác thấy không ta, đó con chim chút 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 nhỏ nhỏ, ôi sáu bảy con rồi hết kêu luôn rồi. Nhảy nhóc hết kêu rồi, nó kêu dậy lên cái nhất trơn mà nó nghỉ kêu à, quê rồi. Thôi ngừng video tại đây luôn cô bác ơi, cái này cũng giống như là cái vườn sinh vật cảnh. Rồi, rất cảm ơn cô bác đã xem tới đây luôn nha.